Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Thịnh thế trà hương Của tác giả Thập Tam Xuân Thuộc thể loại Xuyên Không, Điền Văn, Hương Trường, Cổ Đại Phần cuối Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Thư phòng của thẩm phủ Trang Minh Hỷ khoác một kiện áo tròn dài Ở trong thư phòng đi tới đi lui Hai tay nắm chặt thành quyền trước ngực Mày nhất thời nhíu chặt Bên cạnh khỉ thước đang dùng một loại ngữ khí khẩn trương Tiếp tục hướng nàng hồi báo Chúng ta phái người theo dõi Trong chừng tận mắt thấy chiêu sam cải trang chuồn ra khỏi di quán Người của chúng ta y theo kế hoạch tiếp tục đi theo hắn, còn chưa kịp thực hiện bước kế tiếp, đột nhiên xuất hiện binh lính đi tuần. Kết quả Chiêu Sam che giấu không kịp, bị binh lính phát hiện, hai phương đối đầu, Chiêu Sam võ công cũng rất cao, một người cùng hơn 10 quan binh kịch chiến thật lâu mới bị thua, còn chém ngã một binh lính, người của chúng ta nói, căn bản là không thấy rõ Chiêu Sam rốt cuộc chém ngã binh sĩ kia như thế nào. Khỉ thước mỗi khi nói xong một câu, Trang Minh Hỷ sắc mặt liền trắng bệch thêm một phần, bởi vì sự tình dường như đã thoát khỏi sự khống chế của nàng. Nàng bỗng nhiên dừng bước, lắc đầu nói: "Không đúng, chuyện này không đúng. Thời điểm đó, binh lính Đi Tuần không nên có mặt ở vị trí này. Từ lúc lên kế hoạch, Trang Minh Hỷ đã nắm rõ tình huống lính Đi Tuần mỗi đêm, vừa hữu ích đối với kế hoạch, vừa bảo đảm sự an toàn cho người nàng phái đi làm việc. Nhưng mà..." Binh lính vốn không nên xuất hiện vì sao bỗng nhiên có mặt ở đó, còn vừa vặn phát hiện ra chiêu sam. Là trùng hợp, hay là... Một trận gió đêm thổi vang cửa sổ vang lên loãng xoảng loãng xoảng, thổi bay y bào của nàng, trang minh hỉ không khỏi cả người giật mình. Nàng mở to hai mắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Hiện tại tình huống bên kia của thịnh thế thế nào rồi? Trang Minh Hỷ lại hỏi. Khỉ thước nói, chúng ta vẫn phái người nhìn quan sát trang phủ, ngay tại vừa rồi, đại thiếu gia đã bị quan binh mang đi. Nói tới đây, hỷ thước cũng không khỏi thấy sốt ruột. Nói đến đây, nàng dù sao cũng ở trang phủ khá lâu, đại thiếu gia là một người đáng thương, nay sự tình có biến, còn không biết đại thiếu gia sẽ gặp phải chuyện gì. Người nói, là đại thiếu gia, không phải tần thiên. Trang Minh hỉ cả kinh, bỗng nhiên nắm chặt tay hỷ thước. Khỉ Thước chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh lẽo, giống như kiềm sắt cứng trắng lạnh liệt. Nàng nhịn xuống đau đớn, trả lời, người của chúng ta thấy rõ ràng, quả thật là đại thiếu gia. Trang Minh Hỉ ánh mắt ngẩn ngơ, bất tri bất giác buông lỏng tay Hỷ Thước, nàng xoay người, cước bộ vô định phù phiếm. Không đúng, không đúng, chuyện này không đúng, rốt cuộc là sai lầm ở đâu chứ? Trang Minh Hỉ thì thào, hai tay nhịn không được run run. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra ánh mắt nham hiểm hung ác của Tạ Đình Quân. Hắn nhìn nàng cười lạnh, tựa hồ muốn nói, Trang Minh Hỷ, chỉ bằng kỹ xảo nhỏ nhoi của ngươi cũng muốn tính kế với ta hay sao? Tiếp theo, nàng dường như trở lại Bích Thủy Đình trong Dương Thành. Tạ Đình Quân bóp cổ nàng, lân lân ba quan ánh lên gương mặt âm lãnh của hắn. Hắn nhìn nàng, gần từng tiếng nói, Trang Minh Hỷ, nếu ngươi dám phá hư chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đôi tay kia lạnh như băng như đang bóp lấy cổ nàng, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi, nàng cúi hạ thắt lưng, hai tay ôm cổ, kịch liệt ho khan. "Phu nhân, người sao vậy?" Hỉ thước tiến lên đỡ nàng, tiếp theo lại giúp nàng vuốt lưng thuận khí. Qua một hồi lâu, Trang Minh Hỉ mới khôi phục như bình thường. Nàng vẫy tay ý bảo, "Ta không sao, ngươi trước lui xuống đi." "Phu nhân" sắc mặt người thật không tốt có muốn thỉnh đại phu đến không ngươi cảm thấy đại phu có thể giúp ta thoải mái hay sao trang minh hỉ nhìn hỉ thước cười khổ hai tiếng hỉ thước nhất thời không nói gì ngươi đi xuống đi ta muốn yên lặng một mình trang minh hỉ nhẹ giọng nói hỉ thước nghe lệnh đi xuống trang minh hỉ suy sụp ngồi xuống ngọn đèn bên cạnh ánh lên gương mặt trắng bệch của nàng nàng quay đầu nhìn ngọn lửa ngẩn người. Không sai, nàng hận hắn đến tận xương. Nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng e ngại hắn đến tận xương. Sự ngoan độc của hắn, sự vô tình của hắn, nàng ít khi gặp người như vậy trong cuộc đời. Lúc này đây, Tạ Đình Quân trong kế hoạch của nàng rút cuộc sắm vai gì đây? Hay là nên nói rằng, nàng bất tri bất giác đã ngã vào lưới giăng vô hình, mà người bệnh cái lưới đó chính là Tạ Đình Quân. Trang Minh Hỷ không khỏi ôm vòng quanh người, chỉ cảm thấy toàn thân như đang tẩm trong nước đá, thấu xương rét lạnh. Không, nàng không thể hoảng loạn, hiện tại nàng cái gì cũng không biết, nàng không thể tự mình dọa mình, có lẽ chỉ là trùng hợp, chỉ là ngoài ý muốn, việc nàng đầu tiên cần làm, chính là phải biết rõ ràng sự tình. Nàng trong đầu lộn xộn, không còn thấy buồn ngủ, cứ như vậy ở ngồi ở thư phòng đến khi trời sáng. Thời điểm trời sáng rõ, Hỷ thước bỗng nhiên ở bên ngoài bẩm báo, phu nhân, tổng đốc phủ phái người tới, nói muốn mời phu nhân qua phủ một chuyến. Trang Minh Hỷ vội đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, va và vào ghế dựa phía sau, ghế dựa té trên mặt đất phát ra thanh âm loảng xoảng Giống như búa tạ đánh vào lòng nàng. Hô hấp của nàng bỗng nhiên trở nên dồn dập, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất kinh, nhưng một lát sau, nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng hít sâu vài lần sau đó sải bước ra khỏi thư phòng nàng nói với hỷ thước đứng phía ngoài hỷ thước giúp ta thay quần áo bên kia trang tính nạn bị quan binh mang đi rồi tần thiên rửa mặt chải đầu thay quần áo ngồi xe ngựa đi đến tổng đốc phủ lúc này đúng là lúc nửa đêm bên ngoài một mảnh tối đen tiếng vó ngựa tháp tháp dường như có thể truyền tới tận chân trời trên đường thanh liễu có chút bất an nói đại thiếu phu nhân lúc này đến tổng đốc phủ có ổn hay không? chuyện lần trước thanh liễu hồi tưởng lại trong lòng còn sợ hãi. tần thiên xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài mờ mịt hắc ám, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quỷ dị bình tĩnh. thanh liễu, nếu hắn muốn gây rối với ta, ban ngày cùng ban đêm có gì khác nhau? nay tính mạng tánh mạng đang nằm trong tay hắn, ta phải mau chóng gặp hắn, càng sớm càng tốt. thanh liễu bỗng nhiên cầm tay tần thiên, thanh âm run run nói đại thiếu phu nhân. Ta sợ, chúng ta ở Dương Thành thật tốt, sớm biết vậy sẽ không đến Tuệ Châu. Nói xong, lại hòa khóc nức nở. Chúng ta sao có thể lựa chọn? Đặc biệt là trong xã hội quyền lực là tối thượng này. Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt đẹp thôi. Tần Thiên nhẹ giọng nói, như đang an ủi thanh liễu. Hoặc như đang an ủi chính mình vừa tới cửa tổng đốc phủ, liền có người ra chào đón, ở ngoài xe ngựa nhỏ giọng hỏi, có phải tần đương gia hay không? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trả lời, không sai, là ta. Người nọ nói, xin đi theo ta. Nói xong, đè thấp thanh âm phân phó mã phu đi theo hắn, hắn đưa bọn họ theo cửa hông tiến vào. Chờ Tần Thiên cùng thanh liễu xuống xe ngựa, lại đưa bọn họ dẫn tới đại sảnh. Đi đến nơi, tại đình quân đã ở đó trong đại sảnh trừ bỏ hắn thì không còn một ai khác ngay cả hạ nhân cũng không có bốn góc đại sảnh treo đèn trảng dương giác đăng khiến trong phòng mông lung nhiễm một tầng ánh sáng choáng váng ảm đạm như hoàng hôn trên chính giữa hương án có một lư hương ba chân mùi đàn hương theo khói trắng lượng lờ chậm rãi tản ra tại đình quân thân mặt hắc bào đứng sừng sững trong ánh sáng hôn ám cùng sương khói lượng lờ bên cạnh hình như có bóng đen nồng đậm làm cho cả người hắn đều có vẻ huyền hoặc không thật. Thấy hai người Tần Thiên tiến vào, Tạ Đình Quân không đợi nàng mở miệng, liền chỉ vào Thanh Liễu trầm giọng nói, "Ngươi lui xuống." "Đại thiếu phu nhân." Thanh Liễu hướng về phía Tần Thiên di động từng bước, đối mặt với Tạ Đình Quân âm trầm, nàng trong lòng e ngại không thôi, nhưng cũng không có ý rời đi. Nàng lo lắng để đại thiếu phu nhân một mình đối mặt với hắn. Tuy rằng nàng biết nàng ở đây cũng không giúp được gì, nhưng tối thiểu, đại thiếu phu nhân có người làm bạn, trong lòng sẽ kiên định hơn một chút. Thấy Thanh Liễu bất động, Tạ Đình Quân nhìn nàng ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén, như thế nào, ngươi không nghe thấy lời ta nói? Trong thanh âm lộ ra hàng ý. Thấy hắn tức giận, Tần Thiên không muốn Thanh Liễu có chuyện, quay đầu nói với nàng, ngươi lui ra ngoài trước đi. Nhưng mà, đại thiếu phu nhân không cần lo lắng. Tần thiên ôm nhu nói. Thanh liễu lúc này mới lui xuống. Không nghĩ tới trễ như vậy nàng lại tới tìm ta. Chờ thanh liễu đi xuống, tại đình quân cười nói. Nói xong, hắn chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống. Tần thiên nhìn chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn liếc mắt một cái. Cũng không động, kỳ thật ngươi không phải sớm đã đoán được ta sẽ tới sao đã phái người ở ngoài cửa chờ, còn giả bộ cái gì? Tạ Đình Quân ha ha cười, gương mặt anh Vĩ hiện ra sự quả quyết. Hắn thấy Tần Thiên không có ý ngồi xuống, cũng không miễn cưỡng, bản thân thì ngồi xuống ở một chiếc ghế khác. Hắn cầm chung trà trên bàn lên, dùng nắp viết nhẹ lá trà, chậm rì rì nói, nàng tới gặp ta là vì trang tính ngạn. Nghe thấy ba chữ trang tính ngạn, Tần Thiên vốn đang miễn cưỡng duy trì trấn định chỉ chốc lát đã mất bình tĩnh, nàng vội bước hai bước, đi đến trước mặt tạ đình quân, có chút dồn dập nói, đại nhân, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta đã đem hết toàn lực trong chừng chiêu sam, ta cũng không biết hắn chuồn ra ngoài như thế nào. Về phần hắn đi ra ngoài giết quan binh, căn bản cùng thịnh thế chúng ta không liên quan. Điều này với việc thông đồng với địch bán nước càng không thể nhắc tới, đại nhân, ta biết ở chuyện này chúng ta có lỗi, mặc kệ quan phủ muốn phạt chúng ta bao nhiêu bạc, chúng ta cũng đều nhận, xin người thả tính nạn ra được không? Cho dù muốn tất cả tiền bạc của nhà bọn họ, thì có tính là gì? Chỉ cần người có thể bình an vô sự. Nàng tin tưởng có thể lại kiếm trở về. Lúc Tần Thiên nói chuyện, Tạ Đình Quân vẫn như củ mặt không chút thay đổi ngồi uống trà, hắn nhẹ nhàng thổi lá trà, một ngụm tiếp một ngụm, Tần Thiên càng nói dồn dập, hắn càng bày ra tư thái nhàn nhã. Đợi cho Tần Thiên đều nói xong, hắn vẫn như cũ cúi đầu tĩnh tâm phẩm trà, như không nghe thấy lời nàng nói. Tần Thiên nhìn hắn, ngay tại thời điểm sự kiên nhẫn của nàng đã đến giới hạn, Tạ Đình Quân mới ngẩng đầu lên, con ngươi tối tăm nhìn chăm chú vào nàng, không nhẹ không nặng nói, ngồi xuống rồi nói sau, thanh âm tuy rằng vững vàng, nhưng mang ý tứ không chấp nhận sự kháng cự. Tần Thiên khẽ hé miệng môi, biết lúc này cùng hắn đối nghịch là hành động không khôn ngoan. Lập tức nén giận ở ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng vừa ngồi xuống, gương mặt lãnh trầm của Tạ Đình Quân trở nên thư hoãn. Hắn đặt một ly trà khác trên bàn đưa tới trước mặt Tần Thiên, nói, đây là bích loa xuân của thịnh thế, thời điểm ta vừa tới Tuệ Châu, hoàng thượng đã ban cho ta. Tần Thiên cũng không nói nhiều, nâng chung trà lên. Thuận theo uống một ngụm tạ đình quân cười cười. Xem ra, hắn đối với nàng thật sự rất quan trọng. Tạ đình quân trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt cũng là một mảnh băng hàng. Tạ đình quân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha tính ngạn? Tần thiên buông chung trà trong tay, nhìn hắn nói thẳng. Hắn có thể đoán trước nàng sẽ đến, có thể ở chỗ này chờ nàng, chúng tỏ hắn nguyện ý cùng nàng giao dịch. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không buông tay. Lư hương đã đốt gần hết, sương khói dần dần mỏng manh, sau biến mất vô tung vô ảnh nhưng mùi hương lưu lại dường như vẫn còn động lại trong không khí, một lúc lâu cũng không tan đi. Tại đây nếu có một mùi hương nào khác, chính là mùi hương hùng hậu trên người tạ đình quân truyền qua. Hắn cúi đầu, tóc dài thô cứng vấn trên đỉnh đầu, lộ ra đường cong cứng rắn như thạch hắn một tay bưng chung trà mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vô ý thức vuốt ve thân chén tần thiên nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không tần thiên giật mình còn chưa kịp hồi tưởng tạ đình quân lại tiếp tục nói khi đó nàng vẫn là một nha đầu rất tinh quái nhanh mồm nhanh miệng lúc ấy ta nghĩ rằng nếu bên cạnh ta cũng có một nha đầu như vậy hẳn sẽ rất thú vị tần thiên vừa tức vừa vội nàng hiện tại bởi vì lo lắng sự an nguy của trang tính ngạn mà lòng nóng như lửa đốt, nào có tâm tư nghe hắn kể lễ hồi ức. Nhưng hiện tại tính ngạn thế nào đều nằm trong tay hắn, tần thiên căn bản là không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nhẫn nại. Lần thứ hai gặp mặt, ta thấy nàng khiến tú tài kia á khẩu không trả lời được. Nhưng thời điểm đang ở thế thượng phong lại biết nên lưu lại đường lui cho người khác. Khi đó, ta nghĩ rằng, nha đầu này thật trí tuệ, khá lắm khi nói chuyện tạ đình quân trong đầu không khỏi hồi tưởng tình hình ngày đó tần thiên đứng trước mặt mọi người hướng về tú tài sắc mặt xấu hổ hơi cuối hạ nói tú tài lão gia tiểu nhị từng câu từng chữ đều xuất phát từ chân tâm tương lai nếu mỗi người có được lợi ích từ việc uống trà về phương diện này tất có một phần công lao của tú tài lão gia thanh âm thanh thúy dường như quanh quẩn ở bên tai ngây thơ tươi cười dường như gần ngay trước mắt tạ đình quân kìm lòng không được mà cười cười. Sau đó ta quyết định cưới Trang Minh Hỷ, nàng có biết lúc ấy ta ra điều kiện gì không? Nói xong. Tạ đình quân buông chung trà trong tay, quay đầu nhìn nàng, con ngươi tối tâm chớp động ám liệt sáng bóng, điều kiện kia đó là, nàng phải làm nha hoàng hồi môn gã tới đây. Tần thiên mở to hai mắt, nàng hoàn toàn không biết hóa ra bản thân lại sắm vai như vậy trong hôn sự giữa hắn và Trang Minh Hỷ, đột nhiên, tần thiên hiểu được trang minh hỉ đối với mình có khúc mắt có lẽ bắt đầu từ đây tạ đình quân ngươi tần thiên lúc này nói không nên lời là tức giận vẫn là thấy khổ sở tạ đình quân cười nhẹ hai tiếng đánh gãy lời nàng nàng đừng nóng giận sao ta không phải không thực hiện được sao nói tới đây sắc mặt hắn bỗng trầm xuống bởi vì trang tính ngạn nhanh chân đến trước hừ hừ mệnh hắn thật tốt a à. tạ đại nhân chúng ta không nói tới việc cũ nữa ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha tính ngạn tần thiên tính nhẫn nại đã khô kiệt nhìn nàng kìa có thể vì hắn sinh vì hắn tử nhưng đối mặt với ta có thể làm mọi thứ vì nàng nàng ngay cả nghe ta nói vài câu cũng không kiên nhẫn tần thiên nàng đối với ta vô cùng bất công hắn hé ra mặt bình tĩnh nhưng thanh âm du hoảng khi nói ra những lời này lại làm cho tần thiên cả người dựng tóc gáy tần thiên dâng lên cảm giác vô lực nàng nhìn hắn sắc mặt dần dần khói coi nếu vui đùa ta như vậy có thể khiến ngươi thả tính nạn như vậy thỉnh tiếp tục tức giận tạ đình quân cười cười hắn đặt tay trái lên bàn giật giật huyền thiết chỉ trên tay còn nhớ rõ buổi tối trên đại mạc kia không tạ ân cứu mạng của đại nhân dân phụ vĩnh viễn không quên tần thiên trầm giọng không không ta không phải muốn nàng nhớ kỹ ân của ta, Tần Thiên. Hắn dùng một loại thanh âm rất trầm gọi tên của nàng chuyện tối hôm đó nếu xảy ra một lần nữa, ta sẽ không chút do dự phát xông lên chẳng sợ sói hoang cắn nát của ta. Tần Thiên nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Tần Thiên, chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy, nàng vẫn không rõ thứ ta muốn là gì hay sao? Nói xong, tay trái hắn đang đặt lên bàn bỗng nhiên phủ lên tay nàng trong lòng bàn tay nóng trực, chỉ bộ lại lạnh lẽo, mãnh liệt đối lập làm cho tần thiên cả người run lên, nàng giống như bị hỏa thiêu dãy khỏi tay hắn. Đứng lên. Tạ Đình Quân, ngươi phát bệnh thần kinh gì vậy? Tần thiên hỗn hển, ta hôm nay đến nơi đây căn bản chính là sai lầm. Nói xong, tần thiên xoay người bước đi. Mới vừa đi hai bước, phía sau truyền đến thanh âm của tạ đình quân, mặc dù với quan hệ của tống thái phó, có thể miễn họa tru di cửu tộc cho trang phủ. Nhưng ta dám cam đoan, trang tính ngạn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, đây là tội danh thông đồng với địch bán nước, không phải việc nhỏ. Mặc dù là tống thái phó cũng đành bất lực. Tần thiên, ngươi nếu không để ý đến tính mạng của trang tính ngạn, ngươi cứ việc bước ra khỏi đây. Tần thiên trong cơn giận dữ, vội quay đầu, chỉ vào tại đình quân, tại đình quân. Ngươi là kẻ ti bỉ, Tại đình quân âm trầm vút mặt, từng bước tới gần nàng, ti bỉ. Ta làm việc cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả không hỏi thủ đoạn. Hắn đi đến trước mặt nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn bất quá chỉ dùng một bàn tay, đã khiến nàng không thể động đậy. Hắn dùng một bàn tay khác nâng cầm nàng lên, làm cho nàng không thể không nhìn thẳng hắn. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm cùng lạnh lẽo làm cho nàng cả người phát lạnh. Hắn nhìn nàng thanh âm khẽ rít qua kẻ răng, kỳ thật đại mặt lần đó, ta đã sớm đã biết được âm mưu của tư mã gia, ta biết mã tặc sẽ xuất hiện. Tần thiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra hận ý. Biết ta vì sao không lên tiếng không? Bởi vì ta chính là muốn mượn tay mã tặc trừ bỏ trang tính ngạn. Ta tận mắt thấy mã tặc bắn tên về phía trang tính ngạn. Ta rõ ràng có thể cứu giúp, nhưng ta lại đứng ở một bên nhìn, ta muốn nhìn thấy trang tính ngạn chết ngay trước mặt ta trứng thối ti bỉ vô sĩ ngươi sẽ không được chết tử tế không biết là bởi vì hận hay vì e ngại tần thiên cả người bỗng nhiên run rẩy nước mắt dần dần mơ hồ nàng cắn chặt khớp hàm cố không cho nước mắt rơi xuống không được chết tử tế thì thế nào tạ đình quân hai mắt đỏ quạt bỗng nhiên cười rộ lên so với việc nhìn nàng cùng hắn khanh khanh ta 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 tình nguyện trước tiên có được nàng, sau đó không được chết tử tế cũng không sao. Tần Thiên muốn dùng mọi lời nguyền rủa ác độc trên đời này để mắng chửi hắn, nhưng dưới ánh mắt âm liệt thô bạo đó, nàng cảm thấy hết thảy nguyền rủa đều vô nghĩa. Biết ta vì sao nói cho nàng biết không? Tần Thiên muốn tránh thoát khống chế của hắn, hắn lại càng dùng sức giam cầm cầm của nàng, miết mạnh khiến xương cốt nàng phát đau, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống ta muốn làm cho nàng biết ta chính là người ti bỉ như vậy vì để đạt được mục đích việc gì ta cũng có thể làm hắn nhìn nàng hơi thở ồ ồ thanh âm âm trầm cho nên tần thiên không cần ôm may mắn trên đời này trừ bỏ ta không ai có thể cứu trang tính nạn ngươi muốn cái gì tần thiên bỗng nhiên rống đứng lên ngươi rốt cuộc muốn cái gì ta muốn nàng rời khỏi trang tính nạn sau đó đến bên cạnh ta tạ đình quân gằn từng tiếng sau đó hắn cúi đầu cường thế hôn lên môi nàng đang lúc tạ đình quân ý loạn tình mê bỗng nhiên cảm thấy cánh tay đau xót chính là tần thiên tựa đầu dùng sức cắn tạ đình quân buông nàng ra đưa tay cởi ngoại bào quăng đến một bên cũng không để ý đến vết thương trên cánh tay đang đổ máu lại một lần nữa ôm nàng bá đạo mãnh liệt hôn nàng hận ý mãnh liệt cùng nhục nhã khiến tần thiên không thở nổi cứ như vậy mà ngất đi khi tỉnh lại, Tần Thiên phát hiện nàng đang nằm trên ghế dài trong đại sảnh. Tạ Đình Quân ngồi ở bên cạnh người nàng, cầm tay nàng, trên nét mặt có thần sắc lo lắng, thấy nàng tỉnh lại, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Nàng tốt nhất nên làm quen đi, tiếp theo. Chẳng sợ nàng té xỉu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Thanh âm của hắn lạnh lẽo giống như băng tuyết. Tần Thiên trung trung đứng lên, nàng dùng sức rút tay mình về. Tạ Đình Quân không hề chạm vào nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giống như băng lại giống như lửa. Binh lính bị chiêu sam đâm còn chưa chết, nếu nàng đáp ứng ta. Tên binh lính sẽ còn sống, chiêu sam sẽ ở di quán bị bệnh chết bất đắc kỳ tử, hết thảy được che giấu, giống như chưa từng phát sinh chuyên gì. Hai mắt của hắn không hề chớp nhìn chầm chầm nàng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép, đánh nện vào lòng nàng, nhưng nếu nàng không đáp ứng, tên binh lính đó nhất định sẽ chết, chiêu sam là gian tế sẽ được chứng thực, trang tính ngạn nhất định không sống nổi. Tần Thiên chưa bao giờ sợ hãi oán hận một người đến mức như vậy, sự ngoan tuyệt của hắn đã vượt qua phạm trù nàng có thể tưởng tượng nổi, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều kết băng, ngay cả khớp hàm cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Nhìn kìa, nàng sợ hãi như vậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa hắn vươn tay xoa mặt nàng tần thiên vội vàng tránh né nàng hoảng sợ nhìn hắn thật giống như hắn là một con độc xà đừng sợ tần thiên mặc kệ ta đối với người khác như thế nào ta vĩnh viễn cũng sẽ không tương tổn nàng hắn dùng một loại thanh âm ôn nhu chưa bao giờ có nói chuyện giống như đang dỗ dành một đứa trẻ trước tiên ta muốn được gặp tính nạn tần thiên hơn nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của bản thân có thể ta sẽ an bài hắn cười nói ngày mai nàng có thể gặp hắn hiện tại hắn còn bình yên vô sự nhưng hai ngày sau nếu ta không có câu trả lời của nàng y theo quy cũ ta sẽ bắt đầu thẩm vấn phạm nhân có liên quan hắn nhìn tần thiên tăng thêm ngữ khí nàng cũng biết trong lúc thẩm vấn dụng hình không thể tránh khỏi ngươi không phải là người tần thiên rất nhanh nắm thành quyền như thế nào mới tính là người đây miệng đầy lời nhân nghĩa đạo đức vô dụng đó là cái gì vậy hắn chẳng hề để ý ta từ một thương nhân bừa bãi vô danh trở thành đại quan biên giới như ngày hôm nay chẳng lẽ là bởi vì nhân nghĩa đạo đức hay sao hắn cười cười thật giống như nàng đang kể một câu chuyện cười vậy nay tại tuệ châu này mỗi người đều hướng ta cúi đầu ai dám không coi ta là người hắn nhìn nàng một lát sau mới nói nàng mệt rồi ta gọi người đưa nàng về nhà, hai ngày sau, ta chờ tin tốt của nàng. Hắn đứng lên, gọi người tiến vào, thanh âm trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều do hắn nắm giữ. Thẳng đến khi về nhà, Tần Thiên vẫn như cũ đang phát rung. Nàng nhốt mình trong phòng, cuộn tròn ở trên giường, trong lòng ôm sim y của Tín Ngạn, thật giống như thân thể của hắn đang ở bên cạnh nàng vậy trong mũi ngửi thấy hơi thở của trang tính nạn truyền đến từ trên quần áo tần thiên vùi mặt vào xiêm y ô ô khóc nức nở bỗng nhiên nàng lại ngẩng đầu lên hai mắt trong bóng đêm phát ra ánh sáng không được nàng không thể sợ hắn một khi sợ hãi nàng rốt cuộc đấu không lại hắn nàng không thể để tính nạn chết cũng không thể để hắn thực hiện được mưu kế nàng nên làm gì bây giờ bên kia tạ đình quân ở đại sảnh uống trà tỉnh tọa đến hừng đông, hắn nhìn nhìn sắc trời, sau đó phân phó, đem thẩm phu nhân mời vào. Thời điểm Trang Minh Hỷ ở đại sảnh nhìn thấy tạ đình quân, tạ đình quân đã thay quan phục mới tinh, đại mã kim đao ngồi ở chính vị. Quan phục của khải quốc màu đen nạm vàng ở viền áo, trước ngực là kim mãn đồ uy hùng, khiến hắn càng thêm khí phách mười phần, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trang Minh Hỷ thật cẩn thận đi qua, hướng về hắn thi lễ, dân phụ thỉnh an đại nhân. Tạ Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén, như đao kiếm, làm cho Trang Minh Hỷ tâm run rẩy. Lại nói tiếp, chúng ta quen biết đã lâu, không cần phải đa lễ. Minh Hỷ Tạ Đình Quân nhìn Trang Minh Hỷ thản nhiên nói Dân phụ không dám Dưới ánh mắt lợi hại của hắn, Trang Minh Hỷ chỉ cảm thấy da đầu rung lên không dám. Tạ Đình Quân cười cười, đứng lên hướng về phía Trang Minh Hỷ chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói chuyện, ta thấy lá gan của ngươi rất lớn. Nói xong, hắn dừng lại bên cạnh Trang Minh Hỷ, cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên ngữ khí trầm xuống, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trang Minh Hỷ trong lòng khẩn trương, miễn cưỡng trấn định vững vàng, dân phụ không rõ ý của đại nhân. Tạ Đình Quân lạnh lùng nhìn nàng một lúc, Bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, không rõ sao. Được, ta nhắc lại cho ngươi biết. Hắn vây quanh bên người nàng chậm rãi thông thả từng bước, mỗi một bước giống như dẫm nát trong lòng nàng. Dần dần, Trang Minh Hỷ chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng dường như không thể hô thấp. Tần thiên lần này thỉnh triệu phiên dịch vẫn đều cùng ngươi vụn trộm liên lạc. Đem tình huống của thịnh thế và Chiêu Sam hồi báo với ngươi. Còn có, ngươi vẫn phái người ở ngoài di quán theo dõi Chiêu Sam. Nghe vậy, Trang Minh Hỷ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tạ Đình Quân. Hắn làm sao có thể biết điều này? Chẳng lẽ hết thảy hành vi của mình đều nằm trong sự khống chế của hắn? Nghĩ vậy, Trang Minh Hỷ không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Tạ Đình Quân cười cười, tò mò ta làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy. Hắn dừng lại cước bộ, nói cho ngươi cũng không sao, từ sau khi Tần Thiên đến Tuệ Châu, ta vẫn phái người trong chừng bọn họ cũng luôn luôn tìm kiếm cơ hội. Ta không tìm được sơ hở gì trên người Tần Thiên, lại phát hiện động tĩnh của ngươi. Ta nghĩ, ngươi lao sư động chúng như vậy nhất định có mục đích của ngươi. Ta liền lặng lặng ở một bên chờ, không nghĩ tới quả nhiên có con cá lớn là Chiêu Sam này đưa lên cửa. Đêm đó, Chiêu Sam mới ra khỏi di quán ta liền thu được tin tức, thời điểm người của ngươi lặng lẽ đi theo phía sau hắn, ta đã phái người ở phía trước chặn hắn lại. Tạ Đình Quân nhìn về phía Trang Minh Hỷ cười nói, Trang Minh Hỷ, ngươi không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve. Chim sẽ trực sẵn hay sao? Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi tự tay tặng một cơ hội như vậy cho ta, nếu không, hết thảy nếu để ta tự mình động thủ, cần phải phức tạp phiền toái nhiều lắm. Ngươi! Ngươi! Trang Minh Hỷ nhìn đôi mắt thâm trầm tối đen của hắn, chỉ cảm thấy kia giống như là hắc động không đáy, bên trong ẩn chứa vô tận âm u cùng nguy hiểm. Làm cho người ta không rét mà run. Một người tâm tư sao có thể thâm trầm đáng sợ đến mức này. Trang Minh Hỷ chỉ cảm thấy tâm run rẩy, hé ra mặt trắng bệt như tờ giấy. Nhưng bỗng nhiên, tạ đình quân sắc mặt đột nhiên trở nên âm lệ, hắn vươn tay nắm cần cổ mảnh khảnh của nàng, năm ngón tay dần dần thích chặt, như muốn bóc hết không khí trong phổi nàng ra. Trang Minh Hỷ khó thở, nàng hé miệng, nước mắt trào ra ngoài. Nàng vô lực vuốt tay hắn, trong lòng kinh hách tới cực điểm. Tạ Đình Quân không để ý tới phản kháng đó, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong lúc năm ngón tay thích chặt phòn có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu. Trang Minh Hỷ, ta hiểu ngươi, ngươi làm như vậy, nhất định có mục đích của ngươi. Mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi còn có chiêu gì sau cùng? Tuy rằng tạ đình quân đem hết thảy hành động của nàng xem ở trong mắt, nhưng đối với thủ đoạn cùng mục đích cuối cùng của nàng vẫn không nắm chắc. Trang Minh Hỷ bị hắn bóp cổ xanh cả mặt, sống chết dãy dụa, ngay thời điểm nàng nhất thời dần dần mơ hồ. Tạ đình quân bỗng nhiên buông tay, nàng ngã trên mặt đất, không khí đột nhiên được hít vào, Trang Minh Hỷ ho khù khụ. Tạ đình quân đứng ở bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống vẻ coi thường. Trang Minh hỉ ho một lúc mới bình ổn, nàng chịu đựng hận ý cùng sợ hãi trong lòng, quỳ trước mặt hắn, phát trung nói, đại nhân anh Minh thần võ, nhìn rõ mọi việc. Dân phụ chính là dự đoán được sinh ý lần này của Chiêu Sam, cho nên mới dùng thủ đoạn này. Sự tình đã phát triển đến nước này, chỉ cần nàng kiên trì che giấu, không phải không có khả năng đạt được mục đích. Trang Minh Hỷ đã được hạ nhân hồi báo, nàng phái người theo dõi ở trang phủ phát hiện tần thiên vừa từ tổng đốc phủ trở về mặc kệ kẻ bị nắm là ai tin tưởng tại đình quân cũng sẽ không bỏ mặt trước sự cầu xin của tần thiên mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì chỉ cần hắn có một chút mềm lòng bao che cho thịnh thế nàng còn có cơ hội lật đổ hắn cho nên hắn tuy rằng đáng sợ tuy rằng ngoan độc nàng cũng phải kiên trì che giấu nợ máu phải trả bằng máu nga đã là như thế, nay, sinh ý đã thất bại, vì sao ngươi còn phái người tiếp tục theo dõi chiêu sam? Nói xong, tạ đình quân một cước đá nàng ngã lăn, lạnh lùng nói, Trang Minh Hỷ, ngươi còn muốn giấu giếm ta. Trang Minh hỉ nhịn đau bò lên, trong lòng lo sợ không yên, nàng một lần nữa quỳ xuống, con mắt vòng vo chuyển, lại nói, đại nhân anh Minh, cái gì cũng đều không thể gạt được đại nhân. Dân phụ cùng Chiêu Sam đã từng giao dịch, biết hắn từng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự giám sát của dân phụ, nhưng dân phụ đều nắm được quỷ kế của hắn, vì vậy mới không gặp phải chuyện gì. Dân phụ nghĩ rằng, lần này nói không chừng chiêu sam lại muốn dở trò cũ, tần thiên mới đến, có lẽ chưa biết gì, cho nên, dân phụ phái người theo dõi, vạn nhất chiêu sam thật sự chạy ra ngoài. Dân phụ liền bẩm báo quan phủ, khiến thịnh thế bị quan phủ trừng phạt. Lời nói này che giấu một chút chuyện thực, nhưng cũng không phải là nói dối, tạ đình quân nhất thời cũng không thể phân biệt thật giả, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Trang Minh Hỷ, một tay nắm cầm nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu, con ngươi tâm tối của hắn rét căm căm nhìn chầm chầm nàng, chỉ như thế mà thôi. Trang Minh Hỷ trừng mắt nhìn, nước mắt rơi xuống, dân phụ chỉ là thảo dân, nào dám lừa gạt đại nhân, lời dân phụ vừa nói đều là lời nói thật. Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, buông nàng ra, đứng lên, chậm rãi nói, thực cũng thế, giả cũng thế. Trang Minh Hỷ, ta hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn cảnh cáo ngươi, chuyện này vô luận phát triển như thế nào. Ngươi cũng không bị ảnh hưởng, nếu để ta biết ngươi muốn dở trò quỷ, cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng, đại nhân yên tâm, dân phụ cái gì cũng không biết. Trang Minh Hỷ trong miệng đáp ứng, trong lòng lại đang cười lạnh, chỉ cần ta tiến hành theo kế hoạch, ngươi còn có cơ hội gì đối với ta không khách khí đang nghĩ ngợi thanh âm lạnh lẽo của tạ đình quân lại truyền đến từ đỉnh đầu ta đã khiến chiêu sam đồng ý một phần khẩu cung khẩu cung kia sẽ chứng minh trong lúc ngươi giao dịch với hắn từng bao che hắn tự do xuất nhập di quán trang minh hỉ hoảng hốt thất thanh kêu lên căn bản là không có việc này hắn đang hãm hại ta tạ đình quân cười lạnh tiếp tục nói có hãm hại hay không ta mặc kệ ta chỉ biết là vạn nhất ngươi muốn dở trò quỷ gì khẩu cung này nhất định sẽ xuất hiện ở trên công đường. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, còn có hài tử của ngươi, đều khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn, như vậy khẩu cung này cũng sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Trang Minh Hỷ, ngươi hẳn hiểu ý của ta rồi chứ. Nói xong, tạ đình quân ha ha cười, sẽ bước đi ra đại sảnh, từ phía cửa truyền đến thanh âm hùng hậu của hắn, phái người đem thẩm phu nhân đưa trở về. Trang Minh Hỷ toàn thân mềm nhũng, té ngã trên mặt đất. Khá lắm tiểu nhân gian trá. Trang Minh Hỷ vừa tức vừa hận, môi không nhịn được run run, nước mắt càng không ngừng trào ra ngoài. Cứ như vậy, mệnh của nàng cùng gia bảo cũng bị hắn buộc chặt vào chuyện này, vạn nhất nàng dựa theo kế hoạch đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng cùng gia bảo cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Thật đáng giận, nàng lên kế hoạch lâu như vậy mà cứ như vậy thất bại trong gan tấc. Hết thảy đều do hắn Trang Minh hỉ nghiến răng nghiến lợi Sau khi trở về từ tổng đốc phủ Tần thiên liền tự hỏi nên xử lý việc này thế nào Đầu tiên Nàng quyết định trước hướng điệp nhi của tống thái phó Tống tổng đốc xin giúp đỡ Tuy rằng nước xa không cứu được lửa gần Nhưng nàng sẽ tận lực tận tâm kéo dài thời gian Hy vọng tống tổng đốc bên kia có thể có ý kiến gì hay Tối thiểu Tựa như tại đình quân nói trước miễn họa tru di cửu tộc cho trang phủ cho dù chiêu sam là gian tế nhưng thịnh thế quả thật sơ sẩy trong việc giám sát không thể tính tội thông đồng với địch bán nước cho dù muốn gánh vác trách nhiệm cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức tru di cửu tộc về phần có thể bảo trụ tính mạng của trang tính ngạn hay không liền xem tống tổng đốc có thể nắm chắc được bao nhiêu phần nhưng mà trang phủ có quan binh nghiêm cẩn trông coi bất luận kẻ nào cũng không thể tự do xuất nhập sau đó vẫn là tần thiên nghĩ ra một biện pháp nàng lấy cớ nói muốn đến tổng đốc phủ bảo hải phú mang theo thư dấu sau xe ngựa đứng lẫn trong đám quan binh lại ở nửa đường trốn đi thuận lợi ra khỏi thành bên này tần thiên đến tổng đốc phủ nhìn thấy tạ đình quân liền yêu cầu gặp trang tính nạn tạ đình quân cười hỏi ta đã hứa với nàng rồi nàng rất lo lắng sao tần thiên nói Ta muốn bảo đảm tính ngạn bình yên vô sự mới có thể trả lời ngươi." Tạ Đình Quân cười cười, "Điều này dễ thôi." Nói xong, Sai Lâm Vĩnh mang nàng đến Đại Lao. Trước khi nàng rời đi, Tạ Đình Quân nói, "Nếu ta ngày mai còn chưa có được câu trả lời thuyết phục, ngày kia sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý án này, hết thảy không bao giờ có thể vãn hồi nữa." Tần Thiên quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tạ Đình Quân cũng không thèm để ý, vẫy tay để Lâm Vĩnh mang nàng rời đi. Đại Lao Tuệ Châu Đại Lao lạnh lẽo ẩm ướt, Lâm Vĩnh giơ cây đuốc ở phía trước. Tần Thiên theo ở phía sau. Lâm Vĩnh mang theo nàng đi vào phòng cuối của Đại Lao, lại thắp sáng ngọn đèn bên cạnh, ánh lửa hôn ám chiếu sáng toàn bộ Đại Lao. Cách qua khung gỗ, Tần Thiên nhìn thấy trang tính ngạn đưa lưng về phía nàng nằm trên đống rơm, cũng không nhúc nhích, tần thiên khẩn trương gọi tên của hắn nhưng trang tính nạn nghe không thấy tất nhiên không có phản ứng tần thiên quay đầu nói với lâm vĩnh mau đem cửa lao mở ra lâm vĩnh có chút do dự chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy trốn khỏi phòng giam có thủ vệ xâm nghiêm canh giữ hay sao mau đem cửa lao mở ra tần thiên đề cao thanh âm lâm vĩnh biết tần thiên có phân lượng trong lòng chủ tử chỉ sợ không đáp ứng sẽ đắc tội nàng, về sau nàng thành tổng đốc phu nhân, ghi hận hắn thì thật không tốt. Hơn nữa có hắn trong chừng ở đây, cũng sẽ không xảy ra điều gì. Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh mở cửa lao. Tần Thiên lập tức đi vào, ngồi xổm bên cạnh trang tính nạn, loạn choạng cầm cánh tay hắn, kêu tên của hắn. Chỉ chốc lát, trang tính nạn mơ hồ ân một tiếng, xoay người. Thấy là Tần Thiên, lập tức ngồi dậy nàng sao lại đến đây? Trang tính ngạn cầm tay nàng, lo lắng nói. Tần Thiên không trả lời hắn, chỉ đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, thấy hắn tạm thời bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn hắn, nhớ tới tạ đình quân bức bách, nhớ tới vận mệnh của tính ngạn tương lai thế nào không rõ, trong lòng không khỏi đau xót. Nàng tiến vào trong lòng hắn, ông chặt lấy hắn, nước mắt một giọt lại một giọt tẩm ướt xiêm y hắn trang tính ngạn từng tuổi này đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại lao muốn nói không lo lắng không khẩn trương là không có khả năng có điều ở trước mặt thê tử hắn không dám lộ ra nửa điểm xúc động sợ thê tử càng thêm lo lắng cho mình nhìn bộ dáng của nàng bất quá mới chỉ một ngày đã tiều tụy đi rất nhiều điều này làm cho hắn vô cùng đau lòng đừng khóc, ta không sao, nhất định sẽ không có việc gì. Trang tính ngạn một bên vỗ nhẹ lưng nàng, một bên an ủi nàng. Biết thời gian quý giá, Tần Thiên không muốn khóc lóc lãng phí thời gian, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trang tính ngạn nói, chàng sao ngốc như vậy, rõ ràng người phụ trách là ta, chàng vì sao muốn thay ta chịu tiếng xấu, nếu chàng có chuyện gì. Ta phải làm sao bây giờ? Nói xong nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Trang tính ngạn vương tay giúp nàng lau nước mắt, ôm nhu nói, ta là phu quân của nàng, ta hẳn phải bảo hộ nàng. Chỉ một câu đơn giản làm cho Tần Thiên cảm động không thôi, nhịn không được lại ôm lấy hắn, đem mặt chôn trong lòng hắn yên lặng rơi lệ. Một lát sau, Trang tính ngạn đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, bỗng nhiên nghiêm túc nói, nàng làm sao có thể tới nơi này. Nàng đi tìm tại đình quân. Tần Thiên gật đầu, có thể đi vào nơi này, thế nào cũng phải được tại đình quân gật đầu, cũng không thể giấu giếm không được hắn. Trang tính ngạn nhìn nàng một lúc, lại nói, hắn có nhân cơ hội uy hiếp nàng không? Tần Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới hắn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã đoán ra được. Tiếp theo sắc mặt lại có chút trắng bệt. Nhìn đến Tần Thiên sắc mặt, Trang tính ngạn liền biết chính mình đoán đúng rồi. Kỳ thật đoán ra được điều này cũng không có gì khó, đều là nam nhân trang tính nạn sao có thể không nhận ra tạ đình quân đối với tần thiên có tâm tư cơ hội tốt như vậy hắn bỏ qua mới là lạ trang tính nạn trong lòng dân lên phẫn nộ sống đến tận bây giờ trang tính nạn chưa bao giờ oán hận một người nào quá mức tính tình hắn lạnh lùng khiến hắn rất khó có cảm xúc mãnh liệt thích tần thiên là một điều ngoại lệ mà hiện tại oán hận tạ đình quân lại là một ngoại lệ khác hắn lén lút nắm chặt hai nắm đấm. Tần Thiên, nàng hãy nghe ta nói. Trang tính ngạn ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩnh đứng canh ngoài cửa, sau đó tiến đến bên tai Tần Thiên, đè thấp thanh âm nói, nếu để cho ta sống mà mất nàng, ta đây tình nguyện chết đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, ánh mắt rạng rỡ sinh huy. Tần Thiên nắm chặt tay hắn. Dùng khẩu hình không tiếng động nói, tính ngạn, ta vĩnh viễn cũng không rời khỏi chàng. Chàng còn sống, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chàng chết đi, ta sẽ theo chàng xuống địa ngục. Nàng tìm mọi biện pháp để cứu hắn, nếu thật sự không cứu được, hắn đi nơi nào, nàng liền đi theo đến đó, lên trời xuống biển, nàng cùng hắn cũng sẽ không chia lìa. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Nhân Ti Bỉ như Tại Đình Quân kia uy hiếp. Trang Tính ngạn lẳng lặng nhìn nàng một lúc, sau đó hít sâu một hơi, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Tần Thiên lập tức vòng ôm cổ hắn, hai người vành tay tóc mai chạm vào nhau, thật lâu cũng không chia lìa. Lâm Vĩnh đứng phía ngoài thấy một màn như vậy, không khỏi vì chủ tử nhà mình mà thở dài. Trong lòng của nữ nhân này chỉ có một phu quân của nàng. Chủ tử cho dù hao hết tâm tư đoạt được, chẳng lẽ sẽ vui vẻ hay sao? Lâm Vĩnh xoay người, không muốn nhìn thấy một màn sầu triền miên như vậy. Ngay tại một khắc hắn xoay người đi kia, Trang tính ngạn bỗng nhiên dương mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng nói bên tai Tần Thiên một câu, lập tức đi tìm Trang Minh Hỉ. Tần Thiên giật mình, theo bản năng muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn. Trang tính ngạn gắt gao ôm nàng, đừng nhúc nhích, không thể để người của hắn nhìn thấy. Tần Thiên không hề nhúc nhích, lẳng lặng ôm hắn. Trang tính ngạn tiếp tục nói, ta sớm đã cảm thấy triệu phiên dịch có chút không thích hợp có điều cũng không quá để ý. Ở đây cẩn thận suy nghĩ một ngày, cảm thấy hẳn có liên quan đến Minh Hỷ. Ở chỗ nàng ta có lẽ sẽ có manh mối gì đó. Khác với Tần Thiên ở bên ngoài lo lắng, trang tính ngạn tại đây không có việc gì, thuận tiện dùng thời gian rảnh rỗi cẩn thận hồi tưởng mỗi một sự kiện phát sinh lúc bọn họ đến Tuệ Châu. Hắn bản thân đối với sự vật quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa cũng không giống Tần Thiên luôn phải giao tiếp với nhiều người, cho nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều, đối với từng chi tiết cũng càng hiểu biết. Hắn nhớ tới triệu phiên dịch thường thường, thường thừa dịp thời điểm không có ai chú ý lặng lẽ nói với chiêu sam, lúc ấy hắn tuy rằng thấy được, cũng không để ý, nhưng hiện tại tỉnh tâm cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy triệu phiên dịch ngay lúc đó vẻ mặt có chút lén lút, dường như đang làm việc đối lý. Bọn họ lúc ấy tìm phiên dịch hoàn toàn dựa theo việc thịnh thế tuyển người do người quen giới thiệu, sau triệu phiên dịch trổ hết tài năng được Tần Thiên thưởng thức, nếu hắn thật sự có vấn đề, nhất định có quen thuộc với Trang Phủ, cùng với trà hành Trang Minh Hỷ có liên quan. Vì vậy hắn mới có thể kết luận như vậy. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể nói rõ tỉ mỉ với Tần Thiên, cũng may hai người thành thân đã lâu, sớm tâm linh tương thông, lại càng không thiếu tín nhiệm. Thấy hắn khẳng định, Tần Thiên cho dù nhất thời còn nhiều chi tiết chưa nghĩ thông suốt, nhưng đối với lời hắn nói nàng hoàn toàn tin phục. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền đã biết nên làm như thế nào. Ta sau khi rời khỏi đây, lập tức sẽ bắt tay vào xử lý việc này, chỉ cần chàng thật sự nhận thấy việc này có liên quan, ta nhất định có thể đào ra manh mối. Trang tính ngạn vuốt mặt nàng, đau lòng nói, vất vả cho nàng. Tần Thiên đè lại tay hắn. Nhẹ giọng nói, tính ngạn, chàng chờ ta, ta nhất định sẽ cứu chàng ra, chúng ta còn có cả đời vượt qua cùng nhau. Trang tính ngạn cúi đầu, ôm nhu hôn môi nàng. Nhưng muốn xử lý tốt chuyện này, đầu tiên phải giải quyết quan binh canh giữ ngoài cửa của Trang Phủ. Nếu không dưới mí mắt của bọn họ, có thể làm được gì đây? Vì thế, sau khi ra khỏi Đại Lao, Tần Thiên liền bắt đầu khóc lóc, một nửa là giả bộ, một nửa cũng vì trong lòng lo sợ không yên bên cạnh Lâm Vĩnh xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, nhưng cũng khó mà nói được gì tần thiên nức nở nói với lâm vĩnh ngươi dẫn ta đi gặp tạ đại nhân ta có lời muốn nói với hắn lâm vĩnh tất nhiên sẽ không phản đối chỉ chốc lát lâm vĩnh liền hộ tống tần thiên đi vào tổng đốc phủ tần thiên nhìn thấy tạ đình quân câu đầu tiên nói đó là chỉ cần ngươi có thể buông tha tính ngạn cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi nói xong nước mắt giống như vòng cổ hạt châu bị chặt đứt lả chả rơi xuống tạ đình quân tâm nhẹ nhàng rung lên hắn vọt tới bên tần thiên cầm tay nàng cường chế kinh hỉ trong lòng nói thật sự nàng đáp ứng ta tần thiên ngẩng đầu rút tay về hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn nói ta còn có lựa chọn nào khác nay mạng của hắn nằm trong tay của ngươi hắn từ trước đến nay chưa từng chịu khổ hiện giờ lại bị giam cầm nơi âm u ẩm ướt không thấy ánh sáng mặt trời kia tạ đình quân ngươi ngoan tuyệt ngươi có quyền thế chúng ta đấu không lại ngươi ngươi thắng rồi cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi ngươi lập tức thả hắn ra đi khi nói chuyện tần thiên vẻ mặt réo rắc thảm thiết tuyệt vọng nước mắt không ngừng rơi quả thật là bộ dáng vì người âu yếm mà đau lòng không thôi tạ đình quân lẳng lặng nhìn thật lâu thủy chung không nhận ra sơ hở hắn chỉ chịu một chút khổ vậy mà nàng cũng luyến tiếc tạ đình quân cười lạnh trong thanh âm không khỏi có một chút ghen tuôn. Đây chẳng phải là kế hoạch của ngươi hay sao? Tần Thiên phẫn nộ trừng mắt hắn. Tạ Đình Quân hừ lạnh vài tiếng, hắn vươn tay lôi kéo nàng, Tần Thiên không tự chủ được ngã vào trong lòng hắn. Vậy hiện tại nàng trở thành người của ta đi. Tạ Đình Quân ôm lấy nàng đi về phía cuối phòng. Vậy hiện tại nàng trở thành người của ta đi. Tạ Đình Quân ôm lấy nàng đi về phía cuối phòng, Tần Thiên cả kinh kêu một tiếng, lập tức chăm tức nhìn hắn, "Tạ Đình Quân, trong cảm nhận của ngươi, hóa ra ta chính là loại nữ nhân có thể tùy tiện đối đãi hay sao? Chẳng lẽ tình cảm ngươi đối với ta trong lời ngươi nói lúc trước tất cả đều là giả hay sao?" Nàng sao lại nói như vậy, ta vì nàng ngay cả tính mạng cũng không màng, nàng còn nghi ngờ tình cảm của ta. Tạ Đình Quân mặt lộ vẻ tức giận, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một nam nhân có thể ở trước mặt nữ nhân hạ thấp dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt. Hắn ở trước mặt Tần Thiên cố ý ôm nhu, đã là một ngoại lệ. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn có thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc dễ dàng tha thứ nữ nhân làm càng trước mặt mình. Tần Thiên làm bộ như bị kinh hách, hốc mắt lại đỏ lên, nàng đấm nhẹ hai cái trên đầu vai hắn, quán trách nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta còn chưa gả cho ngươi, ngươi cũng đã như vậy, về sau ta còn có thể trông cậy ngươi đối tốt với ta sao? Tính nạn chưa bao giờ đối như ta vậy, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với ta, mặc kệ ta đưa ra yêu cầu gì. Hắn đều tận lực thỏa mãn ta. Nghe thấy nàng so sánh mình với kẻ điếc kia, còn luôn mồm nói mình không bằng hắn, tạ đình quân tức giận trong lòng, nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng cúi đầu nhìn thấy nữ nhân lê hoa mang vũ trong lòng, hàm sân mang oán, bộ dáng mảnh mai sở sở, trong lòng không khỏi mềm nhũng hắn sao đo với một nữ nhân làm gì chứ nghĩ vậy tạ đình quân thanh âm trở nên mềm mỏng nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút ghen tuông kẻ câm điếc kia chỉ sợ hắn muốn lớn tiếng nói chuyện cũng không thể được tiếp theo hắn ôm chặt nữ nhân trong lòng cúi đầu nhìn nàng ôm nhu nói tần thiên nàng yên tâm ta về sau sẽ đối tốt với nàng trang tính nạn có thể đưa cho nàng thứ gì ta đều có thể cho nàng thứ đó. Mà thứ ta cho nàng, trang tính ngạn cũng chưa chắc có thể cho nàng, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nhất phẩm phu nhân ai ai cũng phải hâm mộ. Nói xong, hắn nhìn nàng cười cười, tươi cười đúng là phá lệ ôn nhu, trong chốc lát mơ hồ trên gương mặt anh vĩ, lệ khí của hắn lập tức tản mát ra sáng rọi lóa mắt. Cho dù tần thiên oán hận hắn thế nào, giờ này khắc này cũng không thể phủ nhận, hắn đối với nàng tình cảm là chân thật tại đình quân chúng ta vốn có thể là bằng hữu tần thiên nhìn hắn bỗng nhiên thở dài vì sao lại biến thành cục diện hiện tại ngươi chết ta sống đây ta không cần làm bằng hữu của nàng ta muốn làm phu quân của nàng tại đình quân nhìn nàng hai mắt tối tăm thâm thúy trong ánh mắt có loại nghĩa vô phản cố không nàng đã có phu quân sinh tử tướng hứa cả đời này nàng luôn thầm nghĩ sống cùng hắn. Mặc dù hắn đối với nàng tình cảm là chân thật, nàng cũng vô pháp nhận lấy, huống chi lại dùng thủ đoạn ti bỉ như thế này. Tần Thiên nhìn hắn, chu miệng, hàm sân mang oán nói, ngươi ngoài miệng nói dễ nghe. Nhưng không biết có vì ta suy nghĩ hay không, nay ta còn là người của trang phủ, nếu cứ như vậy thành người của ngươi, ta chẳng phải sẽ thành nữ nhân hạ lưu hồng hạnh ra tường hay sao? Việc này về sau nếu truyền ra ngoài, ta còn có mặt mũi nào đối mặt với thế nhân nói xong nàng nhéo lên ngực hắn một cái ngươi chỉ nghĩ cho mình mà thôi tần thiên xuống tay cũng không nhẹ nhéo khiến tạ đình quân sinh đau nhưng vẻ mặt tần thiên liếc mắt đưa tình lại khiến trong lòng hắn mừng rỡ như điên hận không thể cứ như vậy bị nàng bóp chết hắn buông nàng xuống vương tay xoa nhẹ trên ngực đau đớn qua đi ngực tê tê còn có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời cảm xúc này làm cho hắn cả người đều vui mừng không thôi hắn ôm thắt lưng nàng làm cho nàng chặt chẽ dáng trên người hắn hắn cúi đầu nhìn nàng nhẹ giọng nói là ta đã coi nhẹ mấy thứ này được hết thảy đợi đến đêm thành thân động phòng hoa chúc của chúng ta nhiều năm ta vẫn chờ đợi đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao ngày mai ta sẽ bắt trang tính nạn viết hưu thư tần thiên vội vàng nói hắn tính tình quật cường mặc kệ ngươi ép buộc hắn thế nào hắn cũng sẽ không thỏa hiệp ta sống với hắn rất hạnh phúc còn có hài tử thông minh đáng yêu nếu không phải xảy ra loại sự tình này ta cũng sẽ không quyết định như vậy nói tới đây tần thiên lại bắt đầu lưu nước mắt ta không muốn hắn có chuyện gì mới chịu đáp ứng điều kiện của ngươi bằng không ta tội gì phải đeo trên lưng tội danh phao phu khí tử này ngươi nếu làm hại hắn ta tình nguyện chết cũng sẽ không theo ngươi nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, hai mắt sáng trong tựa như nước suối, làm cho hắn một trận tim đập nhanh. Ngươi cũng biết tính cách của ta, ta nói được thì làm được. Ngươi tốt nhất đừng ép buộc hắn, cho ta thời gian, ta sẽ nói chuyện với hắn. Ngươi cũng biết hắn vốn tâm cao khí ngạo. Tuyệt đối không phải người dây dưa không ngớt, chỉ cần ta chính mồm nói với hắn, hắn nhất định sẽ buông tay. Tần Thiên nói như vậy có ba mục đích, thứ nhất là để tạ đình quân đừng bức bách ra tấn tính ngạn, tính ngạn có thể yên ổn. Thứ hai, cũng là tranh thủ thời gian, cứ như vậy, tạ đình quân toàn tâm toàn ý xử lý tốt chuyện này, đối với nàng sẽ thả lỏng hơn một chút. Thứ ba, cũng là một biện pháp tung hỏa mù, nàng càng nói chân thật, chu đáo, càng có thể khiến tạ đình quân tín nhiệm. Không có ai là thần tiên, ai cũng có thời điểm bị mắc mưu, chỉ xem xem người đối đầu là ai đạo hạnh có đủ cao hay không hành động có đủ chu đáo hay không mà thôi cùng hắn đành cờ tạ đình quân nhìn qua có vẻ chiếm hết thượng phong nhưng hắn lại có một nhược điểm hắn có tình ý với nàng mà nàng thì không có kẻ động tình nhất định sẽ bị động tạ đình quân nhìn nàng một lúc cũng không thể nhận ra sơ hở hắn biết tình cảm của nàng đối với trang tính nạn đổi lại là bình thường nàng căn bản sẽ không để ý tới mình nhưng hiện tại không giống như vậy, nàng đang cầu xin vì hắn, nàng vì kẻ biết kia chuyện gì cũng có thể làm. Đây đúng là hắn điều muốn, cũng là kết quả hắn trăm phương ngàn kế mong mỏi. Chỉ cần hết thảy nằm trong khống chế của hắn, hắn cần gì phải lo lắng. Chuyện này cũng không thể kéo dài quá lâu, chậm nhất là nửa tháng, nói cách khác, trong vòng nửa tháng hắn phải viết xong hưu thư, nếu không, sự tình càng kéo dài để cho bên trên biết được ta cũng không chắc chắn có thể giữ lại mạng của hắn. tại đình quân thiết hạ thời hạn. tần thiên trắng răng đáp ứng, nửa tháng thì nửa tháng. nàng cũng đừng thương tâm, về sau chúng ta cũng sẽ có hài tử, hài tử của chúng ta nhất định so với hài tử của nàng và trang tính nạn càng thông minh, càng xuất sắc hơn. tại đình quân ôm chặt nàng, thấp giọng nói. tần thiên không dám ngẩng đầu, sợ che giấu không nổi chán ghét trong mắt. Dây tiếp theo, hắn nâng cầm nàng lên, ánh mắt nóng rực như lửa, tần thiên vội vàng thu liễm tâm thần, thay vẻ mặt tréo rất thảm thiết. Động phòng ta có thể chờ, nhưng có một việc ta chờ không được. Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới buông nàng ra, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, hai má vuốt ve tóc mai nàng, hắn thở dài một tiếng, tần thiên, nàng có biết ngày này ta đã chờ bao lâu rồi không? Tần Thiên Nhân cơ hội nói, "Vậy ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?" "Chuyện gì?" "Có thể thu lại quan binh canh giữ ở trang phủ không?" Lao sư động chúng như vậy, người khác nhìn vào, chẳng lẽ không hoài nghi. Hơn nữa ta ra vào cũng thật sự bất tiện. "Ta không thích." Tại Đình Quân giật mình, nhất thời không nói gì. "Nếu cho lui quan binh, chỉ sợ khó có thể nắm giữ toàn cục trong tay." thấy hắn do dự, Tần Thiên mất hứng đẩy hắn ra, sẵn giọng, ngươi xem xem, chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể thỏa mãn ta. thấy nàng tức giận, Tạ Đình Quân lại không đành lòng, vội vàng cầm tay nàng được, đều y theo lời nàng, ta sẽ cho lui quan binh. Tần Thiên âm thầm há một ngụm khí to, nàng ngẩng đầu, nhìn Tạ Đình Quân khẽ cười cười, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta cũng biết ngươi rất tốt với ta. chỉ một câu nói đơn giản như vậy một nụ cười lập tức khiến tạ đình quân thân mình mềm nhũng. Tiễn bước tần thiên, tạ đình quân lại phân phó Lâm Vĩnh, cho quan binh rút về, sau đó chọn vài người có thân thủ tốt lại thông minh cải trang xung quanh trang phủ, trang phủ có dị động gì lập tức hướng ta hồi báo. Lâm Vĩnh tuân lệnh vừa định rời đi, phía sau tạ đình quân lại gọi hắn lại. Ngươi nói, nàng là thật tâm sao? Tạ đình quân đi đến cửa sổ đứng hên lâm vĩnh ngạc nhiên nhìn chủ tử mặc kệ ra sao chủ tử đều là tin tưởng mười phần uy vũ khí phách khi nào từng có thời điểm không xác định lo được lo mất như vậy lâm vĩnh do dự không biết nên mở miệng thế nào không đợi hắn nghĩ ra đáp án tạ đình quân lại vẫy tay nói quên đi ngươi đi xuống đi nghe vậy lâm vĩnh xoay người ra cửa ngay lúc hắn bước ra ngoài bỗng nhiên nghe thấy tạ đình quân nhẹ giọng lầm bầm mặc kệ nàng là thật tình hay là giả ý, ta đều có biện pháp đem nó biến thành sự thật. Lâm Vĩnh theo bản năng xoay người nhìn lại, đã thấy chủ tử của mình đứng ở bên cửa sổ, tay vô ý thức vỗ vỗ cửa sổ, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên. Bộ dạng này của tạ đình quân Lâm Vĩnh chưa bao giờ thấy qua, làm cho hắn có chút kinh hải. Tần Thiên sau khi về phủ chưa được bao lâu, tạ đình quân lại theo hứa hẹn, rút quan binh vây quanh trang phủ xuống sau khi xung quanh trở nên thanh tịnh tần thiên phân phó thanh liễu bảo nàng mời triệu phiên dịch đến thanh liễu lĩnh bệnh đang chuẩn bị đi xuống thì tần thiên lại gọi nàng lại đợi chút đừng mời một mình triệu phiên dịch ngươi gọi lý trưởng quầy của trà hành cùng với quản sự đều đến đây nói ta có việc cần bàn trong mấy ngày qua ông chủ xảy ra chuyện triệu tập nhân viên là điều rất bình thường sở dĩ phải làm như vậy vì tần thiên cảm thấy tạ đình quân làm người giả dối không có khả năng cứ như vậy mà tin tưởng mình. hắn tuy rằng cho lui quan binh, nhưng nói không chừng còn có chiêu sau đó, vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Thám tử đứng ngoài trang phủ thấy có không ít người vào trang phủ. bọn họ một bên dưới tình huống không muốn đã thảo kinh xà nghĩ biện pháp tìm hiểu thân phận những người này, một bên phái người hồi báo tại đình quân. chờ cho mọi người đến đủ, tần thiên công đạo chuyện phát sinh gần đây chỉ nói chuyện lúc trước là hiểu lầm. Quan phủ tra sai đối tượng, hiện tại đã rõ ràng, đã không còn vấn đề gì, làm cho mọi người an tâm. Chuyện chiêu sam phát sinh lúc nửa đêm, trừ bỏ quan phủ ra, cơ hồ không có một ai biết, có điều hai ngày nay bởi vì có quan binh bao vây mới khiến nhân tâm hoảng sợ, hiện tại mọi người mắt thấy quan binh đã lui xuống, đương gia lại nói như vậy thì đều yên lòng. Sau một nén nhang, Tần Thiên cho mọi người về, chỉ giữ lại Triệu Phiên Dịch. Nàng sai người biệt miệng hắn Lại trói chặt hắn Thay áo khoác cho hắn Để gia đình có thân hình tương tự mặc vào ra Vẽ là triệu phiên dịch bước ra ngoài Những người theo dõi bên ngoài sao Có thể nhận rõ mặt một đám người Thấy số người đi vào đi ra giống nhau Lại hồi bẩm tại đình quân Tại đình quân không nhìn ra sơ hở Cũng không để ở trong lòng Chỉ cho rằng nàng thật sự có việc cần phân phó Hắn xuất thân thương nhân Cũng hiểu được hành động này là tất yếu thẩm phủ. Trang Minh Hỷ ăn mặc chỉnh tề đi vào đại sảnh, thấy Tần Thiên đang đứng ở trong sảnh, nhìn mẫu đơn đồ trên chủ vị. Trang Minh Hỷ đi qua, mỉm cười, ngọn gió nào đã thổi Tần Đương Gia tới nơi này vậy? Nghe tiếng, Tần Thiên quay đầu, mắt lạnh nhìn chầm chầm Trang Minh Hỷ, sau khi đợi nàng đến gần, bỗng nhiên xông lên. Tát một bạt tai. Khí lực rất lớn, đánh cho Trang Minh Hỷ lui lại mấy bước một nửa mặt tức khắc sưng đỏ. Trang Minh hỉ che mặt, trợn to mắt nhìn Tần Thiên, hét ầm lên, Tần Thiên, ngươi phát điên sao, ngươi dám đánh ta. Thù mới hận cũ nhất tề nảy lên, Trang Minh hỉ cũng bất chấp thân phận, xông lên muốn trả lại một cái tác. Nhưng tay vừa dơ lên, Tần Thiên lại hung hăng đẩy nàng ra, đồng thời quát chói tai, Trang Minh hỉ, ngươi dám tác lại ta, ta lập tức đem triệu phiên dịch giao cho quan phủ, ngươi cùng tiểu phiên dịch cấu kết với chiêu sam sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Nay, chiêu sam đã bị quan phủ bắt, thịnh thế chúng ta cố nhiên là giám sát bất lực, nhưng trang minh Hỷ ngươi cũng cấu kết với gian tế. Thông đồng với địch bán nước. Trang minh Hỷ, ngươi và nhi tử cùng nhau chịu chết đi. Tần thiên mỗi khi nói một câu liền tới gần từng bước, mỗi khi tới gần từng bước liền dùng tay đẩy nàng một cái, nói đến câu sau, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, ra tay khí lực khá lớn, vì vậy mà đẩy ngã Trang Minh Hỷ. Trang Minh Hỷ té ngã trên đất. Cũng không biết do khiếp sợ Tần Thiên quá mức, hay là sợ hãi hậu quả kia, mặt trắng bệt như tuyết, ngẩn ngơ nhìn Tần Thiên. Ngươi, ngươi nói hô nói vượng cái gì? Trang Minh Hỷ run môi nói. Trang Minh Hỷ, triệu phiên dịch đã nói ra hết thảy, ngươi còn muốn phủ nhận. Tần Thiên chỉ vào nàng, thanh sắc câu lệ. Lúc này là lúc quan trọng. Tần Thiên tất nhiên sẽ không mềm lòng, một chút khổ hình cũng phải áp dụng với Triệu Phiên Dịch. Nghe vậy, Trang Minh Hỷ hoảng sợ cúi đầu, trong mắt vòng vo chuyển, trong lòng đang tính toán có nên đem việc này báo cho Tạ Đình Quân biết hay không. Ý niệm trong đầu còn chưa thấu đáo, liền nghe thấy Tần Thiên nói, "Trang Minh Hỷ, ngươi không cần phải nghĩ nữa, ta biết ngươi đã câu kết với Tạ Đình Quân. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, hai người chúng ta mới là vận mệnh tương quan nếu ngươi không đứng về phía ta ta chết cũng sẽ tha ngươi xuống nước Tần Thiên Ác Thanh Ác Khí nói Trang Minh Hỷ nếu tham dự vào việc này làm sao có thể giấu giếm được tại đình quân nàng hiện tại nếu bình yên vô sự tất cùng hắn có hiệp nghị nào đó Trang Minh Hỷ từ dưới đất bò lên lời này của ngươi có ý gì Tần Thiên nhìn nàng nói ngươi cũng là mẫu thân Ngươi có thể rời khỏi trượng phu cùng hài tử mình hay không? Trang Minh hỉ ngẩn ra, đương nhiên sẽ không, nàng đã mất kiều đại, nàng chết cũng không muốn rời khỏi gia bảo. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ không rời khỏi thế sự của ta. Tần Thiên chậm rãi nói, có một số việc hẳn ngươi đã rõ ràng. Tạ Đình Quân đối với ta không có ý tốt, hắn bắt tính nạn, lấy việc này để uy hiếp ta, nhưng ta đã có chủ ý, tuyệt đối sẽ không để hắn uy hiếp. Nếu hắn muốn định tội tính ngạn, ta sẽ mượn sự trợ giúp của Tống Tổng Đốc đem sự tình trở nên nháo lớn. Đến lúc đó, Tần Thiên thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, cắn răng nói, ta nhất định sẽ lôi ngươi ra. Hơn nữa tận hết sức lực đem tội danh đều đổ lên người ngươi, ta có Tống Thái Phó làm hậu thuẫn, Hoàng thượng sẽ nể mặt, cũng không nỡ để Tống Thái Phó mất mặt mũi, đuổi tận giết tuyệt trang phủ chúng ta. Đến cuối cùng đó là Trang Minh hỉ ngươi gánh vác hết thảy tội danh thông đồng với địch bán nước ngươi cũng rõ ràng, đến lúc đó không chỉ là ngươi, bao gồm cả nhi tử của ngươi. Người của thẩm phủ đều phải đi theo ngươi nhận lấy cái chết. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng kết quả tính mạng của trang tính ngạn có thể bảo toàn hay không nàng một chút nắm chắc cũng không có. Trang Minh Hỷ như bị sét đánh, ngốc lăng tại đương trường, qua một hồi lâu, nàng hơi thở suy yếu nói, nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Nghe thấy câu này, Tần Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sự tình đã thành công một nửa. Nếu nói tại đình quân có nhược điểm tình cảm của hắn đối với mình, như vậy tử huyệt của Trang Minh Hỷ đó là nhi tử của nàng. Chỉ cần có thể nhắm trúng tử huyệt của nàng ta, nàng ta dù gian trá, lại giảo hoạt, cũng chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu. Ta muốn biết, ngươi lần này làm như vậy mục đích rốt cuộc là gì? Ngươi biết rõ tâm tư của tại đình quân, cũng biết hắn sẽ đối với ta nương tay, đã là như thế, mục tiêu của ngươi không thể vì hãm hại ta. Nói rõ ý đồ thật của ngươi ra. Chúng ta hợp tác, cùng nhau bảo trụ tính mạng thân gia, cùng nhau đối phó tại Đình quân. Tần Thiên nhìn nàng, nặng nề nói ra những lời này. Mỗi một chữ đều dường như nện vào trong lòng Trang Minh Hỉ. Ngươi nói, mục tiêu của ngươi là Tại Đình quân. Bởi vì hắn hại chết phu quân ngươi cho nên ngươi muốn báo thù. Tần Thiên nhìn Trang Minh Hỷ trước mắt vẻ mặt réo rắc thảm thiết, nhất thời không thể tin được lỗ tai của mình. Chẳng lẽ thẩm lão gia là do tạ đình quân hại chết? Tần Thiên chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Thẩm lão gia chết hai năm trước, lúc ấy tạ đình quân còn chưa đến tuệ châu mà. Lúc này, Tần Thiên cùng Trang Minh Hỷ đang ngồi trong thư phòng của Trang Minh Hỷ. Hai người an vị quanh bàn tròn không phải thẩm lão gia. Trang Minh Hỷ lắc đầu, không phải thẩm lão gia. Chẳng lẽ ngươi còn gả cho người khác? Tần Thiên càng nghe càng hồ đồ. Trang Minh Hỷ ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh, Tần Thiên, ngươi không quên ta từng bị người khác bắt đi hơn một tháng chứ? Tần Thiên lập tức hiểu được ý của nàng, ý của ngươi là, là bọn cướp. Trang Minh Hỷ sau khi biến mất trong thành truyền lời đồn trang minh hỷ chính là bị thủ lĩnh kiều đại của muối thương tư nhân bắt đi. Hắn gọi kiều đại là nam nhân đối tốt với ta nhất trên đời này. Sau lại vì cứu ta, bị tại đình quân hại chết. Trang Minh Hỷ cúi đầu, khóe mắt chậm rãi ướt ác. Tiếp theo, nàng đem việc tại đình quân vì muốn trừng phạt nàng, thiết kế để nàng bị Kiều Đại bắt đi, nàng khiến Kiều Đại vui vẻ mà thành công trở về, Kiều Đại lại bám riết không tha, cuối cùng kiều đại vì cứu nàng mà chết trong một gian miếu đổ nát. Nàng vì bảo trụ cốt nhục của hắn đành dùng thi thể của kiều đại để đổi lấy tự do, từng sự việc đều nói ra. Việc này trừ bỏ hỷ thước, Trang Minh Hỷ chưa từng tiết lộ với ai, nàng tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày sẽ nói ra trước mặt Tần Thiên, mà trong lòng của nàng lại có cảm giác vui sướng như trút được gánh nặng. Tuy rằng nàng ghen tị chán ghét Tần Thiên, nhưng có một điều nàng chưa bao giờ từng hoài nghi, đó chính là nhân phẩm của Tần Thiên, một người cho dù thống hận mình, cũng không chịu cùng người khác nói xấu sau lưng mình, tuy là địch nhân, cũng đáng tín nhiệm. Tạ đình quân người này, thực không phải đáng sợ bình thường. Tần Thiên nghe xong, không khỏi cảm khái. Đâu chỉ là đáng sợ. Hắn quả thực chính là cầm thú. Là súc sinh. Trang Minh Hỷ nắm tay đấm lên bàn trà, oán hận cắn răng, Ta biết hắn đối với ngươi vẫn nhớ mãi không quên, chỉ cần ngươi có việc, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bàn quan, đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp nắm lấy nhược điểm này làm cho hắn thân bại danh liệt. Tần Thiên mắt lạnh nhìn nàng, lớn tiếng, hắn cố nhiên là cầm thú. Nhưng Trang Minh hỉ ngươi thì tốt đẹp hơn được bao nhiêu. Ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi, nhưng ngươi lại ba lần bốn lượt ám hại ta, hiện tại thế nhưng ngay cả huynh trưởng của mình cũng hãm hại Trang Minh Hỷ, ngươi cùng tại đình quân luận về tâm tư đen tối quả thực chính là tám lạng nửa cân, khác nhau chỉ là hắn so với ngươi ác hơn, cao minh hơn mà thôi. Ngươi chưa đắc tội với ta. Trang Minh Hỷ đập bàn tức giận, lửa giận chôn giấu trong lòng bấy lâu phát ra, đều là vì ngươi, nếu không phải ngươi, ca ca ta đã trở thành đương gia trang phủ, ta cũng sẽ phong phong quan quan xuất giá, cũng sẽ không có những chuyện sau này phát sinh tạ đình quân cùng ta đính hôn điều kiện cũng là muốn ngươi trở thành nha hoàng của hồi môn ta đường đường là trang tứ tiểu thư thế nhưng bị nhục nhã như vậy ta sao có thể nuốt xuống tức giận địa vị đương gia chỉ có một nha hoàng như ngươi ngồi vào ta là tiểu thư danh chính ngôn thuận sao có thể không được không sai chuyện ở trang viên lần đó là ta sai người hãm hại ngươi ta chính là muốn ngươi bị đuổi ra khỏi trang phủ lúc trước nếu ta thành công hiện tại đương gia trang phủ chính là ta. Ai lại dám nói ta không làm được? Có điều ta sắp thành công lại thất bại. Ngươi mới có cơ hội ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Tần Thiên, mạng ngươi thật tốt, tất cả mọi người đều giúp đỡ ngươi, mặc dù là cạn bã như tại đình quân cũng coi ngươi như châu như bảo, còn ta? Ta thì được cái gì? Ca ca ta bạc tình, nương ta bất công, vị hôn phu muốn mượn tay muối thương tư nhân đẩy ta vào chỗ chết ta không có ai để dựa vào, nếu ta không ngoan tuyệt một chút. Ta không vì chính mình suy nghĩ, ta nào có ngày hôm nay, ta có lẽ sớm đã chết rồi. Nàng hại mình còn có nhiều lý do như vậy. Tần Thiên khí cực vừa định phản bác, nhưng khóe mắt nàng lại trào lệ, nhớ tới nàng tuổi còn nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, tuy rằng phần lớn đều là tự làm tự chịu, nhưng coi như là vận mệnh khúc chiết, lại nói tiếp, nàng năm nay còn chưa đến 20 tuổi kiếp trước mình ở tuổi này mặc dù thân thế bất hạnh nhưng đại để vẫn là khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên hơn nữa hiện tại quan trọng nhất không phải cùng nàng tính sổ cũng không phải muốn truy cứu ai sai ai đúng mà là muốn cùng nàng hợp lực giải quyết sự việc đã là như thế cần gì phải đi tranh cao thấp thắng thua tổn thương hòa khí nghĩ vậy tần thiên thở dài âm thanh lạnh lùng nói chuyện quá khứ ta cũng lười cùng ngươi so đo ngươi mất đi phu quân nhi tử mất đi phụ thân, cũng coi như ông trời đối với ngươi trừng phạt. Nay, ngươi muốn bảo trụ tính mạng của ngươi và nhi tử, phải cùng ta hợp tác. Ngươi có biết, ngươi làm nhiều chuyện quá đáng với ta như vậy, nếu thật sự muốn nháo loạn sự việc, ta cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm mềm lòng. Trang Minh hỉ hé ra mặt cười lúc đỏ lúc trắng. Ngực bởi vì cơn giận còn sót lại không nhịn được phập phòng, một lát sau, nàng mới nói, ngươi muốn ta cùng ngươi hợp tác thế nào? mục đích cuối cùng của ngươi nếu là tại đình quân, như vậy, ngươi khẳng định có chiêu sau đối phó với hắn, ta rất ngạc nhiên, đó là gì? Tần Thiên hỏi. Trang Minh Hỷ nhìn nàng một lúc, thấy nàng vẻ mặt bằng phẳng. Ánh mắt trong suốt, nàng nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, ta làm ra một bản đồ thành tuệ châu, ta đã muốn đem nó giấu trong phòng của Chiêu Sam, chỉ cần tại đình quân bao che cho ngươi, ta sẽ thông tri tuần phủ đến điều tra phòng Chiêu Sam, chỉ cần tìm được này tấm bản đồ này, liền có thể chứng thực tội danh Chiêu Sam là gian tế, mà tại đình quân bao che gian tế, tất yếu cũng sẽ chịu tội. Bản đồ là nàng trộn từ chỗ của Chu Quan Trường. Nơi này tuần phủ đại nhân cũng không phải người của tại đình quân, chỉ có thông tri hắn mới có thể nháo lớn việc này. Thấy Tần Thiên hai mắt sáng ngời, Trang Minh hỉ cười lạnh hai tiếng, nhịn không được hắt một gáo nước lạnh vào người nàng, hiện tại ta đã loại bỏ ý niệm trong đầu này tạ đình quân đã sớm tính đến ta sẽ có chiêu sao hắn từ miệng chiêu sam đã lấy một phần khẩu cung về ta sự tình nháo lớn ta cũng không tốt đẹp ta đã cầm tấm bản đồ trong phòng chiêu sam về mục đích của tần thiên cũng không muốn gây náo loạn sự tình náo loạn ai cũng vô pháp nắm bắt hậu quả vạn nhất có gì sơ xuất kết quả khả năng sẽ càng làm nàng thống khổ mục đích của nàng chính là bức tạ đình quân buông tay. Tạ đình quân từng nói qua, hắn hoàn toàn có thể nắm trong tay toàn cục, cũng có năng lực đem đại sự hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Hắn dùng loại năng lực này uy hiếp nàng, hiện tại, nàng phải làm là, làm thế nào khiến hắn vừa không thể uy hiếp nàng, còn có thể ngoan ngoãn đem việc này áp chế. Sau khi nghe Trang Minh Hỷ nói, Tần Thiên trong lòng dĩ nhiên có chủ ý. Tần Thiên đã đáp ứng, Tạ Đình Quân tuy rằng tạm thời sẽ không làm gì, nhưng tâm tư nóng cháy muốn gặp nàng không thể nào nhẫn nhịn. Chạng vạn ngày hôm sau, Tạ Đình Quân liền phái người đưa Tần Thiên đến Tổng đốc Phủ cùng nhau dùng cơm chiều. Sở dĩ chọn thời điểm chạng vạn, thứ nhất là vì Tạ Đình Quân ba ngày công sự bận rộn, thứ hai cũng là lo lắng cho Tần Thiên, tránh tai mắt của thế nhân. Tạ Đình Quân đã sớm gọi người thông tri Tần Thiên chuẩn bị, đợi cho xe ngựa tới đón. Tần Thiên đã trang điểm xong. Hôm nay, Tần Thiên mặc một kiện áo vàng thân theo hoa sắc hồng như ý, bên dưới là váy trắng, trên đầu cũng chỉ vấn tóc vô cùng đơn giản. Nhưng dù là như thế trắng trong thuần khiết vẫn khiến tạ đình quân trước mắt sáng ngời. Hắn cũng có thể hiểu được hiện tại Tần Thiên tâm tình phức tạp. Không thể cố ý trang điểm vui vẻ, nếu nàng thật sự làm như vậy, tạ đình quân ngược lại sẽ hoài nghi nàng có dụng tâm. Bất quá, bất luận Tần Thiên ăn vận thế nào, hắn đều thích. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, đương nhiên, tâm tình này, một đại nam nhân như hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng. Đồ ăn được bày trong viện của Tạ Đình Quân Thấy Tần Thiên tiến vào sau đó nhìn chung quanh, Tạ Đình Quân trong lòng vừa động, thừa dịp bọn hạ nhân dọn cơm kéo tay Tần Thiên, nhẹ giọng nói, ta mang nàng đi nhìn nắm xung quanh, về sau nàng sẽ ở nơi này. Tần Thiên lặng yên rút tay mình về, dương mắt nhìn hạ nhân nối đuôi nhau đi vào, vẻ mặt rất cố kỵ. Nàng không phải sợ, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài nói lung tung. Tạ Đình Quân an ủi nói. Tần Thiên cúi đầu không nói, vẻ mặt nhăn nhó thê oán. Tạ Đình Quân cũng hiểu được nàng tạm thời chưa thể hoàn toàn mở lòng đón nhận mình, vì vậy cũng không bức bách nàng, còn nhiều thời gian, nàng sớm muộn gì cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Hắn mang theo nàng đi dạo trong tiểu viện, nơi này là phòng ngủ của ta, cuộc sống bây giờ không giống ngày xưa, không thể xa hoa như trước, bất quá nếu nàng không thích, muốn trang trí thế nào đều tùy ý nàng. Tần Thiên đi theo hắn vào phòng ngủ, lặng lặng đánh giá, quả nhiên đúng theo lời hắn, trang trí ở đây không thể so sánh với tạ gia ở Dương Thành. Khắp nơi đều thể hiện ra một loại trang trọng cùng đại khí. Nàng lặng yên đem mọi chỗ trong phòng đều nhìn một lần cũng không đáp lời của hắn. Nhưng tạ đình quân thấy nàng chú tâm nhìn ngắm, nghĩ đến nàng đối với trang trí trong phủ có hứng thú, trong lòng vui mừng tất nhiên cũng không cần nhiều lời. Phía đông là thư phòng của ta. Tạ đình quân lại nói. Thư phòng. Tần thiên biểu hiện ra hứng thú. Tạ đình quân nhìn thấy, liền mang theo nàng đi đến thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện, nhớ rõ nàng thích đọc sách. Trong thư phòng tàn thư cũng không nhiều nói xong, Tạ Đình Quân đẩy cửa thư phòng, nhưng cũng không dẫn nàng vào. Tần Thiên đứng ở ngoài cửa nhìn vài lần, thấy phòng không quá rộng, chỉ có một giá sách cùng bàn ghế. Ánh mắt của Tần Thiên lưu lại trên bàn một lúc rồi thu về. Nàng nếu muốn đọc sách, trước viện có một thư phòng lớn hơn, đợi ăn cơm xong ta lại mang nàng đến xem, nơi đó tàng thư có vẻ nhiều, nàng nếu thấy không đủ, ta sẽ gọi người tìm thêm. Tạ Đình Quân cười nói tần thiên cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng chỉ một từ phát âm đơn giản liền làm cho hắn một trận vui mừng hắn nhịn không được lại cầm tay nàng đang chuẩn bị ôm nàng vào lòng đã có hạ nhân đến bẩm báo lão gia cơm đã dọn xong tạ đình quân đành phải buông nàng ra cười nói chúng ta dùng cơm trước để nguội sẽ không tốt đồ ăn bày ra đại sảnh tạ đình quân dẫn nàng đi vào trên bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn bày đầy đồ ăn từng đợt hương khí xông vào mũi. Tần Thiên đi qua vừa thấy, phát hiện đều là đồ ăn mình thích, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn làm sao có thể biết được. Như nghe thấy thanh âm trong lòng nàng, Tạ Đình Quân cười nói, lần trước ở tử lâu thời điểm cùng các thương hành thương nghị về việc thương tổng, ta thấy nàng rất thích mấy đồ ăn này. Ta hôm nay cố ý đem đầu bếp nơi đó thỉnh về phủ nấu. Tần Thiên giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới ngày đó hắn một bộ dáng lạnh lùng hóa ra vẫn lén lút chú ý hết thảy bình tĩnh mà xem xét hắn chưa bao giờ thương tổn nàng nếu có thể nàng không hy vọng cùng hắn nháo đến cục diện người sống ta chết thất thần làm gì ngồi xuống ăn đi hắn lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh lại gắp rau cho nàng nàng vẫn như cũ cúi đầu vẫn là bộ dạng vừa không nóng bỏng cũng không phản kháng này hắn gắp đồ ăn cho nàng nàng liền cúi đầu ăn cũng không nói nhiều tạ đình quân một bên uống rượu một bên nhìn nàng bên cạnh lẳng lặng ăn nhưng lại thật sự hưởng thụ giờ khắc an bình này hắn đã trưởng thành nói không nghĩ tới chuyện thành gia lập thất là giả tuy rằng bên người không thiếu nữ nhân nhưng vị trí nữ chủ nhân nhưng vẫn bỏ trống cũng là bởi vì hắn chưa bao giờ hết hy vọng với tần thiên nay được đền bù mong muốn nghĩ đến về sau nàng sẽ làm bạn bên cạnh hắn vì hắn sinh nhi dục nữ, chỉ cảm thấy cả đời này cũng không có chuyện gì phải ăn năn hối tiếc. Hai người đang ăn, lúc này, Lâm Vĩnh bỗng nhiên đi đến, cuối người ở bên tai Tạ đình quân nói nhỏ một lúc. Tần Thiên Dương mắt nhìn một cái, lại cúi hạ rèm mi. Tạ Đình Quân nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía nàng, nói, Tần Thiên, nàng ăn trước đi, ta có chuyện quan trọng cần làm, đi một chút sẽ trở lại. Tần Thiên khẽ gật đầu. Tạ Đình Quân đứng lên, công đạo bọn hạ nhân hầu hạ chung quanh, lúc này mới cùng Lâm Vĩnh đi ra ngoài. Ánh mắt Tần Thiên vẫn đuổi theo bóng dáng hai người, thẳng đến khi biến mất ở cuối đường chân trời mới buông đôi đũa trong tay xuống. Bên cạnh Thanh Liễu nhìn thấy, tiến lên từng bước nói, đại thiếu phu nhân, sao không ăn tiếp? Tần Thiên lấy khăn lau miệng, nói, vẫn là chờ đại nhân trở về rồi cùng ăn. Nói xong, nàng đứng lên, nha hoàng hầu hạ bên cạnh nhìn thấy vội vàng hỏi phu nhân có gì cần phân phó tần thiên nói đại nhân bây giờ mới đi cũng không biết phải đợi bao lâu ta đi thư phòng tìm sách đọc nha hoàng lộ ra thần sắc khó xử không biết có nên để nàng đi hay không bên cạnh thanh liễu thấy thế hừ lạnh đại nhân để ý đương gia chúng ta thế nào hẳn ngươi cũng nhìn thấy chẳng lẽ ngươi cho rằng đại nhân sẽ trách đương gia chúng ta sao nói xong nàng nâng đỡ tần thiên đi ra ngoài nha hoàng biết tần thiên có địa vị trong lòng chủ tử lại thấy vừa rồi chủ tử tự mình mang theo tần thiên đi thư phòng cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám ngăn trở chỉ nhắm mắt theo đuôi phía sau đến thư phòng tần thiên đẩy cửa đi vào nha hoàng định tiến vào theo thanh liễu lại bám trụ nha hoàng nói chủ tử nhà ta lúc đọc sách thích được thanh tịnh chúng ta cũng đừng đi vào quấy rầy ở ngoài cửa là được rồi nha hoàng đành phải dừng bước. Trong thư phòng, Tần Thiên quan sát một lúc. Đi đến trước bàn viết, nàng lấy ra tấm bản đồ từ chỗ Trang Minh Hỷ, lại cầm lấy con dấu đặt trên bàn của Tạ Đình Quân. Chỉ cần có thể chứng minh tấm bản đồ này là của Tạ Đình Quân, như vậy có một số việc sẽ không thể dễ dàng nói rõ. Nàng vừa mới chuẩn bị ấn dấu lên, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, con dấu đặt phô trương như vậy không khỏi cũng quá dấu đầu hở đuôi nàng nếu muốn dùng thứ này uy hiếp hắn nói xấu hắn thông đồng với địch phản quốc ai có thể cho người khác thấy rõ con dấu của mình lưu lại nhược điểm rõ ràng như vậy thủ đoạn rất vụng về làm cho người ta vừa thấy liền biết là giá họa làm sao có thể uy hiếp được con hồ ly kia chỉ tự trách mình vì muốn cứu người mà sốt ruột suy nghĩ không chu toàn nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ tần thiên nghĩ nghĩ từ trên bàn lấy ra tờ giấy trước tiên đóng dấu lên tờ giấy kia sau đó thừa dịp con dấu chưa khô đem một góc trên tấm bản đồ in vào đó như vậy liền lưu lại dấu ngược thật giống như là không cẩn thận cọ vào vậy cứ như vậy cũng khó mà nói được gì chuẩn bị xong tần thiên đặt lại con dấu vào chỗ cũ lại đem tấm bản đồ cùng tờ giấy thu vào trong lòng sửa sang lại mọi thứ rồi mới đi ra ngoài vừa ra tới tần thiên liền xoa đầu nói với nha hoàng ai nha đầu ta bỗng nhiên có chút choáng váng đợi đại nhân trở về ngươi nói với đại nhân ta đi về trước lần khác lại đến bái phỏng đại nhân nói xong cũng không chờ nha hoàng phản ứng liền mang theo thanh liễu lập tức rời đi tạ đình quân cũng không phân phó bọn hạ nhân không được để tần thiên rời đi cho nên tần thiên bỗng nhiên nháo như vậy bọn hạ nhân nhất thời không biết nên phản ứng ra sao chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi chờ tại đình quân đón khách xong trở về đã không còn thấy thân ảnh của Tần Thiên. Bên này Tần Thiên ra khỏi tổng đốc phủ liền đứng chờ ở một góc khuất. Một lát sau xe ngựa của Trang Minh Hỷ đi ngang qua ngừng lại. Tần Thiên cùng Thanh Liễu lên xe ngựa. ứng phó người nọ khiến ta đổ một thân mồ hôi. Trang Minh Hỷ phiêu liếc mắt nhìn Tần Thiên cứng rắn oán giận nói. đương nhiên lại làm sao có thể khéo như vậy bỗng nhiên có khách nhân tới chơi. Tất nhiên là Tần Thiên cùng Trang Minh Hỷ đã lên kế hoạch. Trước khi đến Tổng đốc Phủ, Tần Thiên đã gọi người thông tri Trang Minh Hỷ. Đánh giá thời điểm đúng lúc, Trang Minh Hỷ liền tới cửa nói thẳng có chuyện quan trọng yêu cầu gặp Tổng đốc Đại Nhân. Lâm Vĩnh biết Trang Minh Hỷ có liên quan đến chuyện lần này, không dám chậm trễ, lập tức hồi bẩm tại Đình Quân vì vậy mới có thể khiến tạ đình quân rời đi một lúc cho tần thiên thời gian làm được khá lắm tần thiên chậm rì rì nói một câu trang minh hỉ hừ lạnh một tiếng đắc thủ không tần thiên vỗ vỗ ngực kia còn phải nói trang minh hỉ lúc này mới cười cười ngươi a à, thật là quỷ kế đa đoan có lẽ lại cảm thấy mình rất không nghiêm túc vội vàng thu liễm tươi cười lấy lại vẻ mặt cũ thấy nàng có bộ dáng này, Tần Thiên cũng nhịn không được cười cười. Bỗng nhiên lại cảm thấy không khí giữa hai người quá mức quỷ dị, lại hừ một tiếng, cũng thay đổi vẻ mặt. Bên tai lại truyền đến thanh âm không cam lòng của Trang Minh Hỷ, ta sao lại vất vả như vậy chứ, ta rốt cuộc chiếm được cái gì đây? Ngươi cứu được phu quân ra thì ta được lợi gì chứ? Nói không chừng còn bởi vậy đắc tội tại đình quân. Về sau ta ở Tuệ Châu ngày càng khó khăn. Lúc trước ta chính là bị mở heo môn tâm, ý chỉ hồ đồ, mới có thể đem hết thảy sự tình nói thẳng ra. Kỳ thật, ta càng nên cùng tại đình quân hợp tác, đem chuyện triệu phiên dịch nói cho hắn biết, lấy quyền thế của hắn, khẳng định có thể đòi lại triệu phiên dịch từ tay ngươi, ta cũng không phải chịu sự uy hiếp của ngươi, thật sự là hối hận mà. Trang Minh Hỷ vừa nói, vừa vò khăn tay, một bộ dáng vô cùng đau đớn. Nhưng Tần Thiên lại cảm thấy nàng nếu thật sự hối hận, sẽ không nói ra miệng. Tần Thiên nói, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn hại chết đại ca của mình? Hại chết ta? Ngươi có được lợi gì đây? Tạ Đình Quân sẽ bởi vậy buông tha ngươi. Hơn nữa ngươi cũng sợ bức ta quá mức. Ta nóng nảy sẽ cắn ngươi một ngụm. Hơn nữa, ngươi cũng muốn vì nhi tử tích chút đức. Trang Minh hỉ trầm mặt xuống, qua một hồi lâu, mới nói, Ta cũng không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Ta không nghĩ tới Chiêu Sam sẽ giết người, đem sự tình huyên lớn như vậy, ta tuy rằng muốn lợi dụng ngươi, nhưng cũng không đến mức muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ta biết ngươi có quan hệ với Tống Thái phó. Nhiều nhất cũng chỉ bị phạt chút bạc, sẽ không ảnh hưởng đến tánh mạng. Mục tiêu chủ yếu của ta là tại đình quân, nhưng không nghĩ tới sự tình hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta cũng không nghĩ tới ta ngay từ lúc đầu đã là quân cơ trong tay tạ đình quân nói tới đây trang minh hỉ thở dài muốn đấu với hắn ta thật sự là không biết tự lượng sức hắn tâm ngoan thủ lạc lại có quyền thế ta làm sao là đối thủ của hắn về sau ta cũng không nghĩ tới chuyện báo thù nữa ta còn muốn bảo hộ gia bảo không muốn nó bởi vì cừu hận của ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thời điểm ta quyết định cùng ngươi liên thủ đã nghĩ kỹ Chờ việc này qua đi, ta liền mang theo gia bảo ra hải ngoại, bên kia có bằng hữu của ta. Ta muốn yên tâm nuôi nấng gia bảo lớn lên, không bao giờ bị liên lụy vào mấy chuyện thị phi nữa. Nàng hiểu được, thời điểm mỗi một người đều có thể lấy nghi tử để uy hiếp nàng, nàng liền biết nàng nếu không buông tha cừu hận, sẽ chỉ hại chết nó. Tần Thiên nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật nàng cũng là nữ tử đáng thương. Tuy rằng nàng đã hại mình nhiều lần, nhưng thật ra cũng không muốn gây thương tổn gì cho mình. Lần này lại cùng mình liên thủ cứu tính ngạn. Cựu hận ngày xưa ở giờ khắc này dường như đã mờ nhạt đi không ít. Ngay cả Trang Minh Hỷ cũng hiểu được nên buông tha cừu hận mà sống cho thật tốt, nàng còn có điều gì mà không bỏ xuống được. Nghĩ vậy, Tần Thiên chậm rãi vương tay cầm tay nàng. Trang Minh Hỷ nhẹ nhàng rung lên. Quay đầu lại, hai mắt chớp động thủy quang. Qua một hồi lâu, nàng mới cúi đầu xuống, môi mấp máy, nhẹ giọng nói câu, thực xin lỗi. Một giọt nước mắt trào ra, nhỏ giọt trên tay Tần Thiên. Nghe hạ nhân nói Tần Thiên không thoải mái, đêm đó tại đình quân liền phái đại phu qua khám bệnh cho nàng, ngày hôm sau lại đưa đến các loại thuốc bổ. Ngay cả Thanh Liễu cũng nói, tổng đốc đại nhân đối với đại thiếu phu nhân tâm ý quả thật không phải là giả tuy rằng không phải là giả nhưng tần thiên cũng không thể chấp nhận lại qua hai ngày tần thiên chuẩn bị tốt mọi thứ liền đi gặp tạ đình quân nhìn thấy tần thiên chủ động tới cửa tạ đình quân rất vui vẻ cười nói tần thiên thân thể nàng đã khỏe hơn chưa tần thiên không muốn nhiều lời với hắn nàng đi đến trước mặt tạ đình quân bình tĩnh nói tạ đình quân ngày mai ngươi thả tính nạn ra đi tạ đình quân mừng rỡ như thế nào hắn đáp ứng viết hưu thư rồi sao không có hưu thư vĩnh viễn đều không có hưu thư tần thiên nói tạ đình quân thu liễm tươi cười nàng có ý gì tần thiên theo trong lòng lấy ra một vật đưa cho hắn tạ đình quân tiếp nhận vừa thấy nhất thời thay đổi sắc mặt đây là cái gì tần thiên thản nhiên trả lời đại nhân hẳn là nhìn ra được đây là bản đồ của thành Ta đương nhiên biết đây là bản đồ của thành, ta chỉ muốn biết nó làm sao có thể ở trong tay của nàng, còn có, nàng có ý gì? Tạ đình quân tay run run cầm lấy tấm bản đồ, thanh âm lãnh trầm. Đây chính là ta dựa theo bản đồ thật phục chế ra, tấm bản đồ thật ta đã giao cho một người đáng tin cậy, chỉ cần ta gặp chuyện không may, hoặc là tính ngạn gặp chuyện không may. Bản đồ đó sẽ được đưa đến tay tuần phủ đại nhân. Đúng rồi tần thiên bổ sung một câu trên bản đồ kia có con dấu của ngươi người sáng suốt vừa thấy liền biết có liên quan đến đại nhân bản đồ thành liên quan đến đại nhân lại lưu lạc ở bên ngoài tuệ châu là nơi các thương nhân ngoại quốc tập hợp có thể có đủ tin đồn đãi đại nhân hẳn là rõ lợi hại trong đó tạ đình quân thoáng suy tư liền hiểu được là chuyện gì xảy ra nàng muốn hãm hại ta trong thanh âm có loại áp lực tức giận Hắn nhịn không được nắm chặt cánh tay Tần Thiên, đem nàng kéo đến trước mặt mình, trừng mắt nhìn nàng ánh mắt sắc bén như đao, ta đối với nàng một mảnh thật tình, hận không thể cho nàng hết thảy, nàng lại muốn hãm hại ta. Khi nói chuyện, tay hắn lôi kéo nàng không nhịn được run run, cũng không biết là vì phẫn nộ hay là vì thương tâm. Không phải hãm hại. Tần Thiên không để ý tới cánh tay đau đớn, đón nhận ánh mắt hắn, không phải hãm hại, là uy hiếp. Tạ Đình Quân ta không muốn hại ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem trang tính ngạn thả ra, ta liền trao tấm bản đồ kia cho ngươi. Nếu ngươi thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ta sẽ tìm cách hủy hoại ngươi, ngươi cũng biết ta không nói chơi, ta có thể nói như vậy tất nhiên ta có nắm chắc. Tạ Đình Quân hung hăng đẩy nàng, Tần Thiên Lão đảo hai bước, mắt thấy sẽ té ngã trên đất, Tạ Đình Quân theo bản năng lại đỡ nàng. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Vừa vặn thoáng nhìn hắn hai mắt ẩn ẩn đỏ lên. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng cũng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Nàng từ đầu đến cuối đều gạt ta. Nàng vì hắn, chuyện gì cũng có thể làm được sao? Tạ Đình Quân sắc mặt âm lệ, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Đúng, vì hắn, ta việc gì cũng có thể làm. Tần Thiên kiên quyết nói, tiếp theo, nàng lại chậm lại thanh âm, nhưng Tạ Đình Quân Ta cũng không muốn hại ngươi, ngươi buông tha chúng ta được không?" Tần Thiên kéo lấy ống tay áo của hắn. Tạ Đình Quân quay đầu nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên, hắn ngửa đầu cười ha ha, "Nàng muốn hại ta?" "Ha ha." Tiếng cười im bặt, hắn trừng nàng, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, "Chúng ta không ngại thử xem, nhìn nàng đến tột cùng có hại được ta hay không." "Nhưng ta hiện tại phải đi giết trang tính ngạn." Nàng cứ việc phóng lao tới đây ta tất cả đều tiếp nhận. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người, chạy ra ngoài. Tần Thiên sắc mặt trắng bệch, nàng nghĩ đến Tạ Đình Quân nhất định coi trọng địa vị hiện tại của bản thân, lại không nghĩ rằng hắn quyết tuyệt như thế. Mắt thấy trang tính ngạn mệnh ở sớm tối, Tần Thiên lòng nóng như lửa đốt. Tạ Đình Quân. Đột nhiên, Tần Thiên kêu lên một tiếng. Nghe thấy thanh âm này, Tạ Đình Quân tâm nhảy nhót theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Thiên đâm đầu vào cột trụ. Trong chốc lát, Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy tim như nhảy sổ ra khỏi miệng, thân mình lung lay sắp đổ, hắn tiến lên, nhưng đã muộn, Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy máu tươi, vô lực ngã xuống trong lòng hắn. Mười ngày sau, Lâm Vĩnh đem trang tính ngạn ra khỏi lao ngục, lại đưa hắn đến Tổng đốc phủ. Trang tính ngạn theo Lâm Vĩnh đi vào một sân viện rồi lại vào một gian phòng trang tính ngạn trong lòng hồ nghi không biết trong hồ lô của tạ đình quân đang bán thuốc gì nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy tần thiên nằm ở trên giường trang tính ngạn giật mình đi qua chỉ thấy nàng trên đầu băng bó hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhật hắn trong lòng dâng lên khủng hoảng lay động một chút cánh tay của nàng gọi tên nàng tần thiên một chút phản ứng đều không có lúc này tạ đình quân đi đến bên cạnh hắn, trang tính ngạn đứng lên, trừng mắt nhìn hắn, tràn ngập lửa giận, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng. Hắn một quyền đánh về phía tạ đình quân. Tạ đình quân không hề tránh né, chịu một quyền này, khóe miệng lập tức chảy ra máu tươi. Hắn lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn trang tính ngạn, trong ánh mắt không chỉ có phẫn nộ, tương phản, còn có một loại bi thương. Hắn càng càng thanh âm nói, nàng vì ngăn cản ta giết ngươi, đâm đầu vào cột trụ, ta thỉnh rất nhiều đại phu, thậm chí ngay cả cung đình ngự y đều thỉnh đến, cũng không thể làm cho nàng tỉnh lại. Ta nghĩ, nàng là muốn gặp ngươi. Ngươi mang nàng đi thôi. Nghe đến đó, trang tính nạn hai mắt mơ hồ đẫm lệ, hắn cúi hạ thắt lưng, ôm lấy tần thiên, chậm rãi rời khỏi tổng đốc phủ. Một tháng sau, tại trang phủ trong Dương Thành một nam tử tuấn giật phi phàm ôm ấp một nữ tử ngồi ở cửa sổ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ tần thiên tuyết rơi lại là một năm trôi qua rồi nam tử nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói nữ tử tựa vào đầu vai hắn hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt tái nhợt gầy yếu tần thiên qua năm nay thế sử lại lớn thêm một tuổi nàng không muốn ôm nó một cái sao một nam hài phấn điêu ngọc mà chạy đến bên cạnh bọn họ tay chân hướng về phía nữ tử hắn ôm nữ tử tay nhỏ bé vuốt mặt nữ tử nương đừng ngủ nhìn thế sử đi nương tiểu nam hài nhìn mẫu thân không rõ mẫu thân vì sao không mở mắt nó một chút lại một chút vuốt ve gương mặt mẫu thân một tiếng lại một tiếng kêu to nữ tử vẫn như cũ cúi đầu một mảnh bông tuyết theo gió nhẹ nhàng tiến vào dừng dưới khóe mắt nữ tử không lâu sau bông tuyết hòa tan hóa thành một giọt nước lăn xuống trong suốt như nước mắt ngoại truyện thứ nhất lại nói vận khí của ta thật không phải tuyệt vời bình thường thoát khỏi tai nạn xe cộ ở trên giường bệnh hôn mê một năm vẫn có thể tỉnh lại ngay cả bác sĩ đều nói đây là một kỳ tích sau khi tỉnh lại cơ thể hồi phục cũng rất thuận lợi ra khỏi viện, thì ra là lão đông gia vẫn chịu mời ta, mặc dù không còn chức vụ như trước. Nhưng lương bổng cũng không tệ, đối với ta bắt đầu sinh hoạt trở lại mà nói, ta rất cảm kích lão bản của ta, tất nhiên sẽ trung thành cố gắng làm việc hồi báo hắn. Trước khi chính thức quay trở lại làm việc, ta đến thăm A Di cùng đại bá. A Di lôi kéo tay của ta không ngừng chảy nước mắt, từ trước đến nay, đều là gì không chăm sóc con cho tốt hoàn hảo con không sao nếu con có việc không hay xảy ra gì sẽ phụ lòng mẹ con đối với việc khi ta còn bé đẩy ta đến nhà của đại bá a di vẫn canh cánh trong lòng thật ra thì ta đã sớm nghĩ thông suốt người nào không có khó xử chứ không thể đối với người khác yêu cầu quá cao nếu như ta đối với nàng có mục tiêu oán hận ta đã sớm mất đi thân nhân này cần gì chứ trên đời này ta còn có mấy người ta an ủi nàng gì con chẳng phải không có chuyện gì rồi sao người nhìn xem con rất vui vẻ con cảm giác so với trước kia còn có tinh thần hơn cái đứa bé này a di ôm lấy ta nhà của đại bá ở nông thôn trong nhà nhiều đứa nhỏ trước kia cuộc sống khá vất vả nhưng sau khi đường ca đường tỷ tốt nghiệp tìm được công việc bây giờ ngược lại tốt hơn nhiều đại bá pha cho ta một ly trà đây là ca ca con gửi về nói là bích loa xuân, một trong 10 loại trà nổi tiếng nhất, mấy trăm đồng một cân đó. Ta nâng ly trà, trong chén trà màu xanh biếc, mùi thơm ngát thấm người, trong thoáng chốc, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Ta lướt qua một cái, lắc đầu. Theo bản năng nói, trà này mặc dù là bích loa xuân, nhưng chưa phải là giống thuần cao cấp nhất. Lá trà bích loa xuân cao cấp nhất uống công mảnh khảnh, quan xoắn thành loa, khắp người có lông tơ trắng, ngân bạch ẩn thúy, mùi thơm nồng nàn, vị trà mùi thơm ngát cam thuần, làm cho người ta lưu lại dư vị không quên. Đại bá rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới con đối với trà còn có nghiên cứu như vậy. Ta sửng sốt, sinh hoạt từ trước tới giờ ta đều cẩu thả đối với trà đạo, sao có thể hiểu được điều này? Ta nghĩ ngợi, nhưng cũng không có đáp án, vì vậy không suy nghĩ thêm nữa. Cuộc sống mới thuận buồn xuôi gió, công việc cũng dần dần ổn định nhưng không biết tại sao nửa đêm tỉnh mộng trong lòng luôn có loại cảm giác hư không giống như ta đã vứt bỏ thứ gì đó quan trọng ta nói chuyện này với a di a di cười nói với ta con nên tìm bạn trai thôi a à. tiếp đó liền bắt đầu giúp ta thu xếp đối tượng hẹn hò đối với tình yêu ta cũng không có quá nhiều ý tưởng lãng mạn nhưng nếu gặp mặt thân cận thì cũng không sao nhưng khi gặp mặt với người này người kia chung quy lại không có hứng thú cảm giác đối phương không phải là bộ dáng thích hợp. Vậy rốt cuộc phải là người như thế nào đây? A Di gấp gáp tần thiên, mấy người này điều kiện cũng rất tốt, con nên thử qua lại xem. Ta không muốn miễn cưỡng mình, chỉ có thể cảm ơn ý tốt của A Di. Ta bỗng nhiên đối với trà sinh ra hứng thú nồng hậu, ta không quan tâm tới chuyện xem mặt. Cũng đặt vấn đề về nghiên cứu lá trà, vậy mà ngày cũng trôi qua rất phong phú vốn tưởng rằng thời gian sẽ luôn luôn trôi qua bình thản như vậy. Thật không nghĩ đến mấy chữ ngoài ý muốn này tựa hồ cùng ta rất có duyên, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ xông về phía ta thì ta hiểu rõ vận may của ta đã chấm dứt. Thật không nghĩ đến ta lại một lần nữa tỉnh lại. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại thấy tất cả đều hết sức quỷ dị. Hai, nương, nương. Nghe thấy thanh âm nải thanh nải khí kêu gọi, ta cảm thấy thật nhức đầu. Bản thân ta chưa từng yêu đương, nhưng bây giờ thậm chí có cả hài tử 4 tuổi ngày ngày đi theo sau mông ta gọi ta là nương, thật làm cho người phát điên. Hơn nữa, hài tử này, ta thật khẩn trương, muốn tìm chỗ để trốn, bởi vì thân thể này hôn mê quá lâu, tứ chi có chút không thể khống chế, tay vội chân loạn, còn chưa ngồi xuống ghế, liền có một hài tử vọt tới trước mặt của ta, dùng cả tay cả chân bò lên người ta sau đó há mồm ở trên mặt ta hôn mấy cái khiến mặt ta dính đầy nước miếng nó giống như con gấu koala vây ông chặt lấy ta khiến ta thiếu chút nữa không thở nổi hài tử này nhiệt tình đến mức khiến người ta không chịu nổi cũng may thu lan kéo nó xuống cứu ta một mạng tiểu thiếu gia thiếu phu nhân không thoải mái hài tử bị kéo xuống khỏi người ta mở một đôi mắt to trắng đen phân minh đáng thương nhìn ta, trong đôi mắt to mơ hồ lệ, giống như một dây kế tiếp nước mắt sẽ rơi xuống. Vẻ mặt này tự hồ khiến trong lòng ta xúc động, ta nhất thời mềm lòng. Không sao ta khách sáo một câu. Nhưng Thu Lan người này cũng quá cả tin rồi, lập tức buông lỏng tay ra, hài tử lập tức giống như con bạch tuột nhào tới. Ta lần nữa lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Được rồi, ta không nên mềm lòng ta chấp nhận để hắn lại ôm lại hôn đại thiếu gia trở về ngoài cửa có người thông truyền một giây kế tiếp một thân ảnh cao lớn anh tuấn vén rèm đi tới nhìn thấy hắn ta nhất thời khẩn trương hắn đi tới đầu tiên là sờ sờ đầu hài tử hài tử quay đầu lại gọi một tiếng phụ thân nam tử nhìn nó cười cười được rồi cùng thu lan đi chơi đi ai chờ một chút Ta khẩn trương nắm lấy hài tử không buông tha, ta có chút sợ cùng nam tử này đơn độc ở chung một chỗ. Hài tử lại cười hì hì từ trên thân ta trượt xuống. Nhìn ta mị mị cười nói, phụ thân muốn cùng nương thân ái, thế sự không thể ở bên cạnh. Nói xong liền lôi kéo Thu Lan đi ra ngoài. Ta bộ mặt hắc tuyến, hài tử này, là ai dạy nó thành cái bộ dạng này vậy? Tiếp đó, ta liền phát hiện, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và hắn. Nhìn hắn từ từ đi vào, tim đập của ta bắt đầu tăng nhanh. Quy! Gọi ta tính ngạn. Nàng lại quên sao? Hắn đang ngồi xổm trước mặt ta, nắm tay của ta, ánh mắt nhìn ta dịu dàng như nước mùa xuân, mặt của ta bắt đầu bị thiêu cháy. Tới nơi này đã một tháng, ta đã đón nhận sự thật này, ta đã xuyên không rồi, nam tử dị thường tuấn Mỹ trước mắt là trượng phu của cổ thân thể này. Mà hài tử vô cùng nhiệt tình vừa rồi chính là nhi tử của cổ thân thể này. Thân thể này bởi vì tai nạn ngoài ý muốn mà hôn mê một năm, làm cho ta không rõ ràng lắm ở thời đại này nàng sao có thể còn sống sót, không có dụng cụ y tế nào giúp đỡ còn có thể duy trì sinh mạng. Nhưng sự thật đúng là như thế, thân thể này giống như người có đời sống thực vật vậy. Rất thần kỳ, kết quả là, ta xuyên không tới đây. Ta không hiểu rõ tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, cho đến khi ta biết tên của khối thân thể này. Nàng cùng ta có tên giống nhau, Tần Thiên. Chẳng lẽ là vì có nhân tố tương tự? Tóm lại, có thể còn sống sót chính là chuyện tốt, ta tất nhiên sẽ không dại dục cùng mọi người tuyên cáo. Tần Thiên này không phải Tần Thiên kia. Nhưng đối mặt với trượng phu này, luôn không có cách nào tự tại, hơn nữa đặc biệt khẩn trương có lẽ bởi vì hắn đặc biệt xinh đẹp chăng nói thật hắn là nam tử đẹp nhất mà ta gặp hắn gần như hoàn mỹ căn bản tìm không ra một tia tì, tì vết nào nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy ẻo lả ngược lại hắn thường xuyên gây cho ta cảm giác bá đạo xâm phạm chỉ thuộc về nam nhân tựa như hiện tại vậy trong viện hoa đào nở muốn đi xem không hắn hỏi. Ta vội vàng lắc đầu, ta hiểu biết rõ ý vị này là như thế nào. Ai ngờ hắn nhíu mày cười một tiếng, chợt lại gần ta, không lưng bế ta lên, ta kêu khẽ một tiếng. Vội vàng ôm cổ của hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta cười, con ngươi như miếng băng mỏng sáng rỡ mênh mông, ta nhìn thấy mà mất hồn một lúc. Ta biết điều nàng đang nghĩ. Hắn xấu xa cười. Ta khẩn trương vô cùng, nhưng lại vô pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn ôm ta đi tới bên cửa sổ. Hắn thả ta xuống, để cho ta tựa vào trong ngực hắn. Ngoài cửa sổ có một gốc cây đào, trời quang mây tạnh, khi gió thổi qua, cánh hoa rụng như mưa. Ta bị cảnh đẹp này mê hoặc. Tần Thiên. Truyền tới bên tai là tiếng hắn kêu gọi, thanh âm ấy vô cùng dịu dàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tình cảm nóng bỏng mãnh liệt như vậy tựa như dung nham nóng chảy giống như muốn đem lòng của ta hòa tan ta bị mê hoặc ta nhìn hắn cúi đầu xuống ta hoàn toàn có thể né tránh nhưng ta giống như bị mê muội không cách nào nhúc nhích khi đôi môi nóng trực của hắn hôn lên môi ta ta hơi rung lên hắn giống như đang thử dò xét tẩn nhẫn chỉ khẽ chạm vào ta ta hơi hơi run rẩy nhưng không hề tránh né hắn than nhẹ một tiếng giống như nhận được sự cho phép ngầm, rất nhanh hôn thật sâu. Cuồng nhiệt kích tình, đối với ta mà nói, là một cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đây cũng là nguyên nhân khi đối mặt với hắn ta đặc biệt khẩn trương. Ta cuối cùng cũng không có cách nào kháng cự hắn, thường thường giữa lúc bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, mặc dù ta biết rõ, người hắn thích không phải là ta. 3. Muốn kháng cự trang tính nạn vô cùng khó khăn trong thời gian trước đó ta bởi vì hôn mê quá lâu căn bản không cách nào rời giường hay bởi vì đi tới một hoàn cảnh xa lạ trong lòng rất khủng hoảng vì che giấu sự thật xuyên không ta nói với bọn họ mình không còn nhớ gì nữa khi hắn biết mất trí nhớ trong ánh mắt toát ra một vẻ đau lòng cũng chưa được bao lâu lại chuyển hóa thành vô hạn dịu dàng hắn ôm ta vào trong ngực nhẹ nói tần thiên không nhớ rõ cũng không sao ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng ngay lập tức ta đã bị cảm động rồi sau đó hắn y theo lời đại phu dặn dò mỗi đêm đều giúp ta xoa bóp nửa canh giờ ta hiểu rõ trang gia có trà hành rất lớn bây giờ là do hắn quản lý ban ngày hắn cũng rất mệt mỏi tuy nhiên hắn cũng không chịu đem việc xoa bóp cho người khác hắn nói một năm nay đều là hắn giúp ta làm những thứ này chỉ có hắn là rõ ràng nhất nên dùng lực đạo như thế nào dưới ánh nến ảm đạm hắn cúi thấp đầu từng chút lại từng chút giúp ta xoa bóp tóc đen như tơ lụa rủ xuống khuôn mặt của hắn có một cảm giác mông lung nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn ta cười thì nụ cười dịu dàng rõ ràng thẳng chiếu vào đáy lòng của ta ai ta chỉ là một nữ hài tử bình thường một nam nhân có thể nói là hoàng mỹ như thế dụng tâm đối đãi với ta ta làm sao có thể không động lòng không chỉ là xoa bóp hắn còn tự tay giúp ta tắm rửa đúc ta ăn cơm trong thời gian ta nằm trên giường hắn cơ hồ cực nhọc ngày đêm chăm sóc ta lần đầu tiên hắn tắm cho ta ta sống chết nắm lấy váy thế nào cũng không chịu hắn ôm ta vào trong ngực nắm tay của ta thủ thủy thù thủ thì dụ dỗ ta tần thiên chúng ta là phu thê chúng ta ngay cả hài tử đều đã có đừng sợ thấy ta đỏ bừng cả khuôn mặt hắn dường như hiểu được cười cười thấp giọng ở bên tai ta bảo đảm nàng yên tâm ta chỉ giúp nàng tắm cái gì khác cũng đều không làm hắn ngược lại nói lời giữ lời thành thành thật thật chỉ là ta toàn thân cao thấp cũng bị hắn sờ qua một lần hắn bộ mặt lại phất tỉnh khiến cho ta muốn phát hỏa cũng không được nhưng mà bởi vì tiếp xúc thân mật như vậy làm cho quan hệ của chúng ta thân cận không ít mặc dù đối mặt với hắn ta vẫn cảm thấy khẩn trương. Nhưng không có cảm giác như hồi đầu kia, cảm giác lạnh nhạt, cũng sẽ không kháng cự hắn. Ta có lúc nghĩ, hoặc giả đây chính là mục đích hắn giúp ta tắm rửa chăng. Ngoại truyện thứ hai Nằm trên giường một tháng, rốt cuộc có thể xuống giường. Bất kể trang tính ngạn mỗi ngày bận rộn cỡ nào, đều dành một canh giờ trở về cùng ta tản bộ có một lần ta thấy hắn mặt trời lên cao vội vã trở lại, trên trán đầy mồ hôi hột, ta có chút đau lòng, liền nói, ngươi bận rộn cũng không cần chạy về. Trong nhà còn có nhiều người như vậy, ai cũng có thể theo ta tản bộ. Hắn đi tới đỡ tay của ta, cẩn thận từng ly từng tí dìu ta đi về phía trước, vừa đi vừa nói, tản bộ chẳng qua chỉ là phụ, chủ yếu là ta muốn gặp nàng. Hắn nhìn ta mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ giống như có loại sáng rỡ, làm cho người ta một huyễn thần mê. Trong lòng ta ngọt ngào, cúi đầu xuống, bên tai truyền đến thanh âm của hắn, Tần Thiên, còn nhớ rõ con đường này không? Lần đầu tiên lúc gặp nàng, mẫu thân bảo nàng đưa ta trở về, kết quả nàng vì cứu ta lại ngã bị thương ở chân. Ta quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn về phía trước, mỉm cười, vẻ mặt đó, giống như linh hồn xuất khiếu, trở lại trong ký ức của hắn chính là cảnh tượng kia thiếp hắn lại đưa cho ta một tượng đất, thợ làm tượng đất này tay nghề thật tinh xảo, sắc thái diễm lệ, ta vừa nhìn liền thích, ta cười nhận lấy, thật là xinh đẹp, nàng thích nhất là mấy thứ này, lúc nàng tức giận, chỉ cần ta đưa một tượng đất nhỏ ra trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức cười. Chỉ là, ta hiểu rõ, lúc đó nàng căn bản vẫn tức ta. Hắn ôm eo của ta, vui mừng nói. Hắn thân mật khiến cho ta ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới, tất cả sự thân mật của hắn đều vì một tầng thiên khác trong lòng không khỏi có chút chán nản có lẽ nhận ra ta có chút không vui hắn nhìn hai bên một chút thấy chung quanh không có người rất nhanh cúi đầu xuống hôn môi ta tư vị ngọt ngào lại khiến ta vui sướng ta ôm thật chặt hắn tựa sát vào trong lòng hắn lắng nghe tiếng tim đập của hắn chúng ta vừa đi vừa nói rất nhanh đến thanh âm viện ta biết nơi này là viện của bà bà nói đến bà bà này lại càng làm cho người ta vui vẻ thường nghe người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó xử lý nhất trên đời thế nhưng bà bà này thật sự rất khác biệt ta sau khi tỉnh lại bà mỗi ngày đều tới thăm hỏi hang ân cần quan tâm khắp nơi dáng vẻ ánh mắt dường như không phải là nhìn con dâu rõ ràng là nhìn nữ nhi mà mình yêu thương bà thấy ta thường thường buồn buồn không vui cho là ta vì chuyện mất trí nhớ mà phiền não liền an ủi ta nói, quên mất thì cứ quên mất đi, coi như con cái gì cũng nhớ, con không phải vẫn là tần thiên đó sao? Con cứ an tâm. Ta cùng tính ngạn một chút cũng không ngại. Nói xong trong lòng ta thật là ấm áp. Không khỏi cảm thán tần thiên này mệnh thật tốt, tướng công chung tình, bà bà thương yêu, trong nhà hòa thuận, không có tiểu thiếp thông phòng chán ốm. Gia cảnh còn giàu có như thế những cảnh tượng lục đục đấu đá trong tiểu thuyết xuyên không hoàn toàn không có, ngày thảnh thơi khiến người than thở. Suy nghĩ lung tung cũng đã đến thanh âm viện. Thế sử ở đây thấy bọn ta đi vào liền nhào tới trên người ta, tiếp tục dính nước miếng lên mặt ta, có lẽ đã quen, ta thế nhưng thích sự nhiệt tình này của nó, thời điểm ôm nó vào trong ngực, trong lòng có cảm giác mềm nhũng. Trừ thế sử ra, ngũ tiểu thư Trang Minh Lan cùng đệ muội phương nghiên hạnh cũng ở nơi đây hai người đều thân mật với ta. Phương Nghiên Hạnh đã có một trai một gái, hiện tại cũng đang mang thai đứa thứ ba. Tướng công trang tính trung bây giờ là nhị đương gia của trà hành hiệp trợ tính ngạn quản lý trà hành, tính ngạn đánh giá hắn làm việc càng ngày càng chu toàn. Nghiên Hạnh còn có một đệ đệ, trước đậu tiến sĩ, bây giờ đang ở kinh thành làm quan. Hơn nữa được các đại gia tộc coi là đối tượng kén rễ, tiền đồ vô khả hạn lượng mà Trang Minh Lan gả cho con vợ kế của một thương gia. Mặc dù con vợ kế không có bao nhiêu tài sản để thừa kế, nhưng nam tử này trung hậu đàng hoàng, đối với Trang Minh Lan toàn tâm toàn ý, đại phu nhân đem tòa nhà lân cận Trang Gia làm đồ cưới cho nàng, vợ chồng son hiện tại ở đây. Tướng công nàng cũng làm việc trong trà hành, hai người cũng có hai nhi tử, những ngày sau này tình cảm rất ngọt ngào. Có một lần, Trang Minh Lan đến thăm ta cùng ta nói chuyện phím, thời điểm nói đến hôn sự của mình, thì ra là năm đó mẫu thân nàng, cũng chính là Tam Di Thái Thái vì nàng tìm một mối hôn sự, đối phương là trưởng tử của thương gia. Tam Di Thái Thái nghĩ mình là một thiếp thất. Cả đời bị người khác áp chế, cho nên rất hy vọng nữ nhi của mình có thể gả đi vinh quang, về sau có thể trở thành đương gia làm chủ, quy phong bác diện. Nhưng Trang Minh Lan lại nghe nói người này còn chưa lấy vợ trong nhà đã có không ít nữ nhân, trang minh lan không muốn đồng ý hôn sự này lại không cưỡng được mẫu thân liền mời tần thiên trước đó giúp một tay vì vậy mới có hôn sự này tam di thái thái tức giận khóc lóc ai oán một phen nhưng cũng không có hiệu quả chỉ đành phải thôi nhưng mà bây giờ tam di thái thái thân thể tựa hồ không tốt lắm thường nằm trên giường trang minh lan trong khoảng thời gian này liền ở trong nhà chăm sóc mẫu thân tận hiếu đạo quan hệ giữa hai người mới trở nên tốt đẹp ta nói chuyện phiếm với họ một lúc lâu trang tính nạn sợ ta mệt nhọc lại đỡ ta đi về chưa tới hai tháng thân thể của ta đã khôi phục gần như bình thường trong một đêm ta cùng trang tính nạn có quan hệ phu thê chi thực tất cả đều là nước đến cư thành một cách tự nhiên nhưng cảm giác đó rất ngọt ngào ta cùng hắn dán vào nhau thật chặt làm chuyện tình thân mật của nam nữ mồ hôi của hắn dính vào trên người ta nhiệt độ nóng bỏng muốn đem ta hòa tan một khắc kia chúng ta giống như đã dung nhập thân thể lẫn nhau là cảm giác tốt đẹp cỡ nào ta nghe bằng hữu nói nữ nhân lần đầu tiên sẽ đau nhưng là ta trừ cảm giác vui vẻ ra một chút cảm giác đau đớn cũng không có ta hiểu biết rõ loại cảm giác này thuộc về một tầng thiên khác thuộc về sự ngọt ngào giữa hắn và nàng vừa nghĩ tới đây ta đố kỵ cơ hồ nổi điên nhưng sáng sớm ngày hôm sau thời điểm ta mở mắt nhìn người ngủ say trước mặt kia thì chợt bình thường trở lại bất kể hắn và tần thiên kia đã trải qua những gì có tình cảm thâm hậu cỡ nào ở trong mắt của hắn trong lòng hắn người hắn yêu chính là ta về sau hắn còn có thể vẫn yêu ta cùng ta ở chung một chỗ người bồi ở bên cạnh hắn cả đời cũng là ta đây là sự may mắn của ta ta cần gì phải so đo nắm chặt hạnh phúc trước mắt mới là thật ta nghĩ ngợi lặng lẽ ngang nhiên xông qua hôn một cái lên bờ môi của hắn thời điểm muốn lui về thế nhưng hắn lại nhếch môi cười chợt ôm chặt ta lật người đè ở trên người ta hôn thật sâu hơi thở không yên hắn ở bên tai ta nỉ non nương tử chúng ta làm một lần nữa vừa dứt lời nụ hôn nóng rực của hắn rơi xuống từng cái ấn nóng ở trên da thịt của ta ta nhắm hai mắt lại rất nhanh hòa nhập hắn hiện tại chỉ nhớ về chuyện của hắn và nàng nhưng không sao cuộc sống tương lai ta sẽ đối tốt với hắn cùng hắn yêu thương nhau cùng hắn sinh con dưỡng cái từ từ những gì hắn và ta nhớ lại sẽ thay thế quá khứ trước đó cuối cùng có một ngày trong tim của hắn trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy tần thiên bây giờ nghĩ tới đây trong lòng ta nóng lên đôi tay vòng ôm thật chặt trên tấm lưng rắn chắc của hắn hai chân quấn lên hông của hắn thật chặt dính vào trên người hắn. Mỗi một ngày qua đi, rất nhanh đến tháng 8. Lúc này ta đã mang thai 2 tháng. Ta rất cao hứng, điều này bày tỏ quan hệ của ta và hắn càng thêm thân mật. Hắn đối với ta càng thêm cẩn thận, trừ bỏ lúc ở trà hành, thời gian còn lại cơ hồ đều cùng ta ngán chung một chỗ, hai người chúng ta cho dù lẳng lặng ngồi cạnh nhau tay cầm tay nói chuyện cũng cảm thấy rất vui vẻ ta cảm thấy được ta giống như rơi vào một hũ mật, những ngày sau này ngọt ngào phát ngán. Mấy ngày này, tính ngạn mang ta đi miếu dân hương. Lúc đi ra vừa vặn có một người đi đường sông tới trước mặt. Người này cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm, mặc một bộ hắc bào, tay trái mang huyền thiết chỉ ở ba ngón. Ta cảm giác được trang tính ngạn bên cạnh bước chân hơi chậm lại. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhìn bộ dáng, hắn biết nam tử này ta tò mò nhìn về phía nam tử kia, suy đoán thân phận của hắn. Nam tử kia nhìn thấy chúng ta, cặp mắt rõ ràng sáng lên, hướng chúng ta đi tới. trang tính ngạn buông ta ra, hướng về phía hắn thở dài, tạ đại nhân. ta cảm giác được người nọ nhìn ta ánh mắt sáng quắc, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, không khỏi kề tai tính ngạn, nhỏ giọng hỏi, tin ngạn, đây là người nào? mặc dù thanh âm của ta rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng đối phương đã nghe thấy bởi vì sắc mặt hắn chợt biến đổi thẳng tắp hướng nhìn ta nàng không nhớ ta ta vốn đã không có cảm tình lại có chút bị hắn hù dọa càng dịch lùi vào gần trang tính ngạn trang tính ngạn cầm tay của ta nhìn hắn nói nội tức kể từ sau khi tỉnh dậy đã không nhớ rõ chuyện trước kia không biết có phải là ảo giác của ta hay không ta có thể cảm giác được tính ngạn khi nói lời này thì trong thanh âm biểu lộ ra nụ cười. Nam tử kia không hề để ý đến tính ngạn, chỉ nhìn chầm chầm ta, thanh âm có chút run rẩy, nàng thật sự không nhớ rõ ta. Một chút xíu đều không nhớ sao. Ta có chút tiếc nuối gật đầu. Nam tử sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy, lay động vô hồn. Trang tính ngạn lôi kéo ta lướt qua bên cạnh hắn. Trở lại xe ngựa, ta hỏi tính ngạn, mới vừa rồi người đó là ai? Tinh ngạn cười cười, nói, chỉ là một người râu ri thôi. a, à, ta gật đầu một cái, nếu tính ngạn nói chỉ là râu ri, đó chính là người không liên quan. Ở trong lòng của ta, trừ tính ngạn ra, nam nhân đều là râu ri mà thôi. Ta vốn đem tạ đại nhân này ném ra sau óc. Buổi tối hôm đó, ta thấy tính ngạn lấy ra một tờ giấy nhìn ngắm. Ta tiến tới, dường như là một tấm bản đồ, đây là cái gì? Tính nạn nhìn ta một cái, cười nói, đây là bản đồ của một thành. Nói xong, hắn mài mực viết thơ, mở đầu viết gửi đệ đệ phương kiến thụ của phương nghiên hạnh. Viết xong, hắn đem tấm bản đồ cùng thư tính nhét vào trong phong thư. Trong thư chàng và phương kiến thụ nói gì vậy? Ta hỏi. Không có gì. Chẳng qua là nhờ hắn giúp một tay, giúp ta đòi lại một khoản nợ cũ mà thôi. Hắn nói, ngày trôi qua như nước chảy, rất nhanh tới thời điểm ta lâm bồn. Bởi vì đây là lần thứ hai thân thể này sinh đẻ, cho nên ta cũng không phải chịu đau nhiều. Một thanh âm vang dội khóc quà. Ta thật dài thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên, tất cả trí nhớ phun trào, trong nháy mắt nhồi vào đầu óc của ta. Ta trợn to hai mắt, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại tần thiên là một nữ nhi trang tính ngạn cao hứng đem nữ nhi ôm ở bên cạnh ta nụ cười trên khuôn mặt hắn giống như đạt được trân bảo thật là nữ nhi xinh đẹp ta nhìn hắn nước mắt chợt rơi xuống tính ngạn tính ngạn trong lòng vạn phần kích động thì ra là ta chính là tần thiên tần thiên chính là ta trong lúc hôn mê linh hồn của ta trở lại hiện đại lại mất đi trí nhớ nơi này đợi đến khi trở về, cũng đã không nhớ rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Thì ra cho tới nay, ta đều ăn giấm chua của bản thân. Thấy ta rơi lệ, trang tính ngạn vội vàng ngồi vào bên cạnh ta, kéo ta vào trong ngực, thế nào, có phải rất đau không? Ta chỉ là cao hứng thật sự cao hứng. Ta ôm chặt tính ngạn, cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Chuyện đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.